Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 331, Gió nổi, hai tên A à, Mũ Lôi kia là con thứ tư của tướng quân Tạp Tông của Thái Lan. Nghe nói từ nhỏ đã có thiên phú quyền Thái, bây giờ là đệ tử của Tông Sư Hiên Lý Vượng, nhìn đám người bên dưới, đồng phương lộ giới thiệu với Gia Minh. Quyền Thái, Hiên Lý Vượng, hẳn là cậu đã nghe nói rồi chứ, gần đây trên TV đang sôi sục rồi, ừ, Nghe nói hắn đến Giang Hải để khiêu chiến công phu Trung Quốc, thấy có quảng cáo. Gia Minh gật đầu, A Mũ Lôi cũng đi theo đến đây, lần này là nữ gia tiếp đón đoàn đội này. Bởi vì A Mũ Lôi còn nhỏ tuổi nên dẫn hắn đi tham quan, Lữ Phóng đương nhiên là người thích hợp nhất. Lần trước câu lạc bộ võ thuật bị bạn Nguyệt Trì chỉnh một trận, đoán chừng vừa rồi bọn họ đã nói với A Mũ Lôi Huân rất lợi hại, sau đó đến tìm cậu, chủ yếu là muốn nhờ A Mũ Lôi ngăn cản bạn Nguyệt Trì để đối phó với cậu. Cậu cũng biết đấy, Mấy chuyện lúc cậu mới vào học kia đúng là khiến Lưu Kiến Xuyên và Hàn Cương Thành bị ám ảnh rất lâu. Ha ha, chẳng qua cũng đám đời bọn họ. Đông Phương Lộ đương nhiên biết rõ ngọn nguồn sự kiện kia, đá bóng trúng đầu linh tĩnh. Bây giờ nhớ lại hắn chỉ cảm thấy Gia Minh đã nương tay, hai người kia thật may mắn, bọn họ dẫn A Mũ Lôi đến đây. Đầu tiên là đến gặp thầy Trần, nhưng cũng không động thủ. Thầy Trần nói người này hung tính lộ ra ngoài, vừa rồi nhìn tôi cũng cảm thấy sự thô bạo đó, có lẽ tôi không đánh lại hắn, hẳn là cao thủ như cậu có thể nhìn thấu được một chút cậu thấy hắn thế nào à đã giết rất nhiều người kỹ xảo học được hoàn toàn dùng để giết người hẳn là cũng đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu sống chết người như thế không biết thu liễm đương nhiên ai cũng có thể cảm thấy sự thô bạo của hắn ừ thái lan mà con trai tướng quân thì đương nhiên có nhiều cơ hội giết người đông phương lộ gật đầu nhìn ra minh nói đúng rồi trước tiên phải nhờ vào cậu dù sao hắn cũng là con trai một tướng quân cậu lại luôn khiêm tốn không nên đánh với hắn chẳng qua nếu bọn chúng quá ngu ngốc thì cũng không nên gây tai nạn chết người ở trường học chuyện như thế sẽ khiến viêm hoàng giác tỉnh rất khó xử vậy cậu nên nói bọn họ trông nom đám người này cho tốt làm ơn đi bây giờ tôi còn chưa phải nhân viên chính thức của viêm hoàng giác tỉnh nữa đó nói lung tung sẽ không tốt hơn nữa nội bộ viêm hoàng giác tỉnh cũng không phải hoàn toàn bền chắc đồng phương lộ nhún vai con trai tướng quân là con trai của tướng quân đó nếu cậu muốn hả giận thì đánh chết sư phụ hắn là tốt nhất Chẳng qua nếu cậu muốn đi đánh người thì xin nói trước với tôi một tiếng, tôi sẽ nói là tôi gọi người tới, ha ha, xem đi tôi lập công với tổ chức cũng tốt." Gia Minh quay sang nhìn hắn, Đông Phương Lộ nói rất trực tiếp nhưng lại không khiến người khác phản cảm, Đông Phương Lộ mỉm cười, lại nói tiếp, "Từ khi Thái Quyền xuất hiện, tại mỗi cuộc thi đấu đại chúng đều chưa từng thua. Lần thi đấu vừa rồi Trung Quốc cũng thua, chẳng qua ảnh hưởng cũng không lớn, năm ngoái càn quét một lần, cũng là toàn thắng trở về." lần này đoàn quyền thái do hy lý vượng dẫn đầu đến khiêu chiến công phu trung quốc quân đội viêm hoàng giác tỉnh đều phái người đến đây là vấn đề hình tượng bọn họ đều rất coi trọng nếu cậu âm thầm giết hắn thì viêm hoàng giác tỉnh sẽ khóc không ra nước mắt không bằng quang minh chính đại đánh chết hắn ngay trên lôi đài đi nếu như giản tố ngôn chịu ra tay thì sẽ vô cùng đặc sắc không có hứng thú đương nhiên tôi biết chẳng qua cậu xem ánh mắt a à mỗi lôi kia đi hiện giờ hắn đã bị lựa phóng thuyết phục tôi biết dù thế nào thì hắn cũng không có kết quả tốt nhưng nếu cậu đánh hắn gần chết thì Hy lý vượng nhất định sẽ ra mặt nếu không hắn cũng không có cách nào trả lời tướng quân tập tông được nếu những võ thuật gia kia không thể thắng được thì đoán chừng cuối cùng cậu vẫn phải đánh chết hắn thấy ánh mắt gia minh truyền lạnh đông phương lộ vội vàng khoát tay tỏ vẻ vô tội tôi đảm bảo chuyện này không có ai âm thầm muốn lôi kéo cậu vào cả thậm chí ngay cả suy nghĩ muốn thuận theo tự nhiên cũng không có chỉ là quá trùng hợp thôi viêm hoàng giác tỉnh cũng tốt tôi cũng được giản tố ngôn tuyệt đối là quan trọng hơn một quyền vương nhiều lắm ai cũng không dám lôi kéo cậu vào chuyện này ngộ nhỡ cậu tức giận thì ai gánh được đúng rồi cho cậu biết một tin tức nội bộ gần đây phương chi thiên lại muốn đến giang hải hắn tới đây làm gì xem thi đấu khó trách lại gặp thôi quốc hoa trên đường gia minh thầm nghĩ đương nhiên không phải hắn đưa nhược nhược tới đây đầu óc đông phương nhược thế nào rồi vẫn như cũ không có tiến triển gì cả thực ra bởi vì lần đó cô bé đến dò xét cậu nên mới chuyển biến xấu hơn cậu còn nói cậu không biết gì cả đi châu âu tìm không kiến chi trần gì đó cũng không có kết quả hiện giờ tôi đã biết thân phận của cậu cậu thực sự không phải tự nhiên tiến hóa giả một chút dị năng cũng không có nhược nhược có chút huyết thống của hoàng gia dù thế nào thì cũng là em họ của cậu đó gia binh thở dài thực sự tôi không có biện pháp gì cả chuyện nói một lần là đủ rồi tại sao các người vẫn đưa cô ấy đến đây không phải vì cậu phía châu âu có người sang đây đông phương lộ nói phía u ám thiên cầm phái người sang trợ giúp giải quyết vấn đề rối loạn dị năng của nhược nhược u ám thiên cầm gia minh không khỏi nghi ngờ với địa vị tại u ám thiên cầm của kelly denny Mè mà hắn lại không biết được tin tức này tại sao lại phải đến giang hải trực tiếp đến núi nga mi không phải tốt hơn sao ngay cả nhược nhược đang ở lại trụ sở tại nga mi cậu cũng biết rõ đông phương lộ hạ hốc mồm http chẳng qua u ám thiên cầm đến đây cũng không thuần túy chỉ vì giải quyết vấn đề dị năng viêm hoàng giác tỉnh cũng tốt u ám thiên cầm cũng tốt những việc bí mật và công khai trước nay luôn là 50-50, bọn họ cũng phải mở công ty để kiếm tiền. Tôi nghe nói U ám thiên cầm có thể đại biểu cho gia tộc Rothschild, bọn họ muốn phái người đến Giang Hải đầu tư. Phương Tri Thiên đương nhiên không thể bỏ qua lần hợp tác lớn như vậy, đoán chừng ứng hài sinh cũng đến phân chia lợi ích, đến lúc đó tình hình rất có thể sẽ trở thành hai người đứng đầu của viêm hoàng giác tỉnh tranh đấu với nhau, ha ha, những người khác đương nhiên cũng có thể mò vài con cá nhỏ trong vũng nước đục. Nói thêm vài câu thì chuông vào học vang lên, những chuyện Đông Phương Lộ vừa nói căn bản đều là thành thật, gần như đã xem ra Minh như bạn bè có thể tin tưởng, chẳng qua Gia Minh cũng biết lòng dạ và hoài bão của thiếu niên nhìn có vẻ bình thản này. Phương Chi Thiên và Ứng Hải Sinh là hai người đứng đầu lớn nhất của thế lực lớn này, hôm nay địa vị của Đông Phương gia cao lắm thì cũng chỉ ở mức trung đẳng, nhưng chỉ cần 10 năm là Đông Phương Lộ có thể ngồi lên vị trí người lãnh đạo của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Hiện giờ năng lực và thủ đoạn của Ứng Tử Lam, người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ, vẫn đang tỏa sáng vô cùng, nhưng cũng bị Đông Phương lộ lặng lẽ lật đổ, điều này có lẽ đủ để chứng minh ứng tử làm không bằng được Đông Phương lộ. Chẳng qua Vu Ám Thiên cầm đến đây đầu tư sao? Gia Minh cười thầm. Chủ lực kinh tế của gia tộc trai gotcha tập trung ở Âu Mỹ, nhưng từ lâu đã thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Đối với một gia tộc có thể làm rung động cả nền kinh tế thế giới, tiền đã không hề quan trọng như vậy. Song dị năng ngoại lực lượng có thể dẫn dắt con người đến con đường vĩnh sinh trí cao mới là thứ bọn họ thực sự coi trọng. U Ám Thiên Cầm luôn là tổ chức đầu tư lớn nhất trên phương diện nghiên cứu dị năng. Điều này ngay cả tạo vật kỳ tích cũng không sánh bằng được mặc dù tất cả các tổ chức có năng lực tương tự vẫn luôn không thừa nhận mình có nghiên cứu bất kỳ thí nghiệm về dị năng nào, nhưng từ đầu đến cuối, có lẽ từng gặp phải ngăn trở, nhưng chưa từng có ai chịu dừng lại. Không phải vì tiền, đến Giang Hải vì một mục đích khác, quan trọng hơn là thậm chí mình cũng không biết chuyện này. Tổng hợp lại mọi chuyện, đây quả thực là một kết luận khiến mình không mấy vui vẻ, mặc dù ảnh hưởng cũng không lớn, hắn hít sâu một hơi, bóng đêm bao phủ sân trường, các học sinh cũng lục tục trở lại lớp học sau tiếng chuông. Bên dưới khu nhà dạy học, Lữ Phóng, Lư Kiến Xuyên, thiếu niên người Thái Lan tên A à Mũ Lôi vẫn đứng bên bồn hoa nói chuyện, đại khái vì phát hiện hắn đang ngắm phong cảnh trên ban công, lập tức có mấy người căm hận ngừng lên, làm mấy động tác khá hạ lưu, sau nửa tiết tự học sẽ đi tìm nhã hàm. Mặc dù hắn nhìn xuống dưới, nhưng bất kể là khinh thường cũng tốt, buồn cười cùng được, hầu như không có bất kỳ suy nghĩ gì về đám người kia trong đầu hắn, đối với hắn, lực ảnh hưởng của những người này thực sự quá nhỏ bé. Xoay người, hắn quay lại phòng học, bài tập của những ngày nghỉ đều chưa làm, hắn tốn nửa buổi tự học để làm xong toàn bộ, đây mới là chuyện quan trọng, trường 332. Sinh hoạt tú, một, ánh đèn được cố ý chỉnh tối đi nhưng không làm ảnh hưởng đến thị giác, tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang lên. Cô gái mặc đồ thể thao bó sát người lung lay thân thể mềm mại mà ưu mỹ, nàng hồng dắt một cái khăn lụa màu hồng. Đi ra khỏi phòng tập yoga cao cấp dành cho nữ, nàng đưa tay nhẹ nhàng thả mái tóc dài buộc sau đầu ra, làm toát ra khí chất độc lập mà cao nhã. Một cô gái trí thức thành thị thanh xuân, xinh đẹp, có khí chất và tu dưỡng rất tốt, có lẽ còn có địa vị cao hơn những thành phần trí chức trong các công ty lớn, bởi vì từ bề ngoài nhìn vào, nàng có nhiều điểm khiến người ta không tự chủ cảm nhận được sự tôn kính và uy hiếp, loại khí chất này rất khó hình dung. Nhưng chỉ cần gặp nàng thì có thể hiểu ngay, đây chính là ấn tượng đầu tiên nàng khiến người ta dễ dàng cảm nhận được nhất, bắt chuyện với một huấn luyện viên trong trung tâm vừa chạm mặt phải, nàng nhìn chiếc đồng hồ treo ở cuối lối đi, đã là gần 6 giờ chiều. Trung tâm xa hoa này bao gồm cả chăm sóc sắc đẹp, bảo vệ sức khỏe và đủ mọi nghiệp vụ khác, chẳng hạn như tắm rửa, massage, tạo kiểu tóc, yoga, thể thao đến kiếm thuật đều có dạy, đương nhiên chỉ nhằm mục đích rèn luyện thân hình đẹp, sức khỏe là chủ yếu. Mùa xuân trời tối sớm, khoảng thời gian này đám học sinh đến đây luyện tập phần lớn đã tan lớp, huấn luyện viên cũng chuẩn bị đi ăn tối, bởi vì nàng khá trẻ, hơn nữa lại thuê tập riêng trong một phòng nên mới phải một thế này. Trung tâm xa hoa, cao cấp, giá tiền đương nhiên cũng rất cao, bao gồm cả một hệ thống được mở tại những thành phố lớn khác, thực ra là một công ty con thuộc chuyên gia, nàng có một phần cổ phần trong đó, vốn cũng không thường xuyên đến, nhưng bởi vì khác với võ thuật, tập thể hình truyền thống, những hạng mục tập thể hình ở đây đã được cải biến sửa đổi nhằm mục đích dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe, mà lý do lớn hơn chính là vì tập luyện để thân thể đẹp hơn đơn giản mà nói mặc dù cũng có một số tác dụng bảo vệ sức khỏe nhưng mục đích lớn nhất vẫn là để phụ nữ càng thêm hấp dẫn trong mắt đàn ông trước đây nàng vốn luôn tự xưng là một cô gái độc lập luôn xem thường mục đích như vậy chẳng qua mấy tháng trở lại đây mỗi tuần nàng đều đến đây một vài lần một mình một phòng luyện tập yoga vốn đã bị mình bỏ bê từ lâu có lẽ mình cũng trở nên ngốc nghếch rồi bước vào phòng thay đồ nàng nở nụ cười Bên cạnh phòng thay đồ là phòng tắm vòi hoa sen, vốn nàng định tắm xong rồi mới thay quần áo nhưng nghĩ đến cũng đã muộn, vì vậy cũng chỉ cởi bộ đồ luyện tập, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên người rồi lại mặc đồ vào, cầm túi sách đi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài lại đụng phải Ngô quản lý mới tan việc, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. "Chị Ngô, tan việc rồi?" "Ừ, Nhã Hàm, tập muộn vậy sao?" Ngô quản lý khoảng trên dưới 40 tuổi, làn da được bảo dưỡng rất tốt, là họ hàng xa của Trương gia, vì vậy hai người cũng có một số quan hệ gần đây nhìn em rất vui nha, thật sao, nhã hàm nở nụ cười, năm trước đi Mỹ một chuyến, có bạn trai, yêu rồi, nhã hàm hơi sững sờ, sau đó quay đầu lại cười, ha ha, đâu có, chỉ là đến Mỹ chữa bệnh mà thôi, gần đây tinh thần tốt hơn một chút. Em gạt chị, trước đây em không tập yoga mà là mấy thứ như vịnh xuân quyền, thái cực quyền, ngay cả huấn luyện viên ở đây cũng không giỏi bằng em được, cho dù em bị bệnh thì thân thể cũng tốt hơn người bình thường rất nhiều, cần gì phải đến đây tập yoga chứ hừ hừ nói thế nào thì chị cũng là quản lý ở đây bây giờ mỗi lần em đi qua gương đều ngoảnh sang nhìn thân hình và quần áo mình vì chị nói đến liền đỏ mặt một cô gái nhà đột nhiên muốn tập yoga đại khái cũng vì để thân thể mình hấp dẫn hơn quan trọng hơn là em chưa tắm rửa mà đã về thời gian này trong nhà có người đang chờ em chớp chớp mắt nhã hàm vẫn mỉm cười vẻ mặt không thay đổi bao nhiêu nhưng trong lòng lại hơi bối rối vì bị xem thấu đang định nói vài câu nửa thật nửa giả đưa đẩy cho xong thì chị ngô kia đã kể nói đương nhiên chị cũng chỉ tò mò người nào có phúc như vậy lại nhận được sự ưu ái của nhã hàm chẳng qua nếu em không muốn nói thì chị cũng không hỏi nữa hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài cửa đèn đường bên ngoài đã sáng lên đều mặc trang phục nữ tính văn phòng váy ngắn giày cao gót tóc dài tổ hợp thuộc nữ ưu nhã mà tài trí và ngự tỷ đi ở đầu đường vào ngày xuân có vẻ rất hấp dẫn sự chú ý của người khác chỉ là trong lúc người khác đang chú ý đến các nàng Người phụ nữ được nhã hàm gọi là chị Ngô cũng thấy mấy người đàn ông vừa đi ra từ một nhà hàng, nàng hơi nhíu mày lại. Có mặc đồ bình thường, có mặc đồ Tây, mấy người đứng trước cửa quán rượu, có vẻ như đang đợi người nào đó ở bên trong, nhưng lại khiến người ta luôn có cảm giác không thích hợp lắm. Hai ba người trong số đó có vẻ là lưu manh rất rõ ràng, vừa cười nói vừa nhìn tới nhìn lui những cô gái đi trên đường, một người trong. Số đó còn cố ý huyết xáo, mẹ nó, đàm phán thế này thực sự còn mệt hơn đi chém người, kinh nghiệm châu Âu gì chứ, loại người như triệu láo đại, nếu không cho hắn ăn vài đao thì hắn sẽ không biết người là ai, nói lớn lên, nói lớn nữa lên, hàm hà, mày muốn gọi cảnh sát đến bắt chúng ta đúng không? Phải làm như anh Mạnh nói, phải khiêm tốn, oa, mỹ nữ, ha ha, cô gái đẹp kia tao biết, ha ha, tao biết, mấy người líu díu nói chuyện, một người trong đó hướng sang bên này vẫy tay, người chào hỏi, chào, vô quản lý. Mặc dù chị Ngô không tình nguyện nhưng vẫn phải cười đáp lời, chào, anh Vương thật trùng hợp. Đến đây có chút việc, người đàn ông mặc đồ tây mà chị Ngô gọi là anh Phương cười bước đến, mấy người còn lại cũng theo sau, lập tức là một chàng giới thiệu anh này anh kia, cuối cùng hắn mới cười nói, vị này là chị Ngô, là quản lý trung tâm chăm sóc sắc đẹp bên kia, ồ, còn vị tiểu thư này. Ha ha, tôi cũng không nhận ra. Trong lúc nói chuyện vừa rồi, chị Ngô kia lặng lẽ chắn ở phía trước nhã hàm, rõ ràng là không hy vọng nhã hàm lui tới với những người này cho lắm. Dù sao nàng cùng là người của trương gia, nếu như đồng ý thì có lẽ có thể tiếp nhận sản nghiệp của trương gia sau khi trương kính an lui xuống đứng sau chị ngô nhã hàm mỉm cười chào các anh tôi là trương nhã hàm gặp nhau ở đầu giường như vậy cùng lắm cũng chỉ chào hỏi rồi ai đi đường nấy mặc dù đám người kia là lưu manh nhưng cùng sẽ không thực sự có ý đồ xấu với các nàng cũng chỉ trò chuyện với mỹ nữ tìm niềm vui mà thôi mọi người cười nói vài câu chị ngô kia đang định chào tạm biệt thì một người trong số đó lại quay đầu nhìn về phía cửa nhà hàng ồ anh mạnh ra rồi Thấy người bọn họ chờ đã ra, chị Ngô cùng mở miệng, "Ừ, vậy thì chúng tôi..." Còn chưa nói xong thì đối phương đã cười nói. "Ngô quản lý, tôi giới thiệu anh Mạnh cho chị biết." Ngô quản lý kia cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Nhìn về phía nhà hàng, chỉ thấy một người đàn ông đang cúi đầu cái cúc áo vest rồi đi ra ngoài, khuôn mặt hắn vừa lạnh lùng vừa toát ra vẻ giang hồ, vóc người không cao lớn lắm, tuổi sợ rằng không quá 30, bên ngoài nhìn cũng rất nhã nhặn, muốn đi đóng phim có lẽ cũng được. Hắn ngẩng đầu lên, thấy những người này đang vẫy tay hắn cũng lạnh lùng vẫy tay đáp lại, sau đó ánh mắt lập tức sáng người, bước nhanh tới bên này, để tôi giới thiệu, chị Ngô, đây là lão đại của chúng tôi, anh Mạnh, anh Mạnh, chị Ngô là quản lý một trung tâm ở bên kia, con vị này là Trương Nhã Hàm, Trương Tiểu Thư. Ồ, còn chưa biết Trương Tiểu Thư làm nghề gì, sinh hòa tú, tên một tác phẩm văn học Trung Quốc. Chương 333, sinh hòa tú, hai một tên nhiệt tình giới thiệu hai bên trong lời nói cũng tỏ ý muốn biết thêm nhiều thông tin về nhã hàm hơn đang chờ nhã hàm trả lời thì anh mạnh kia đã nở nụ cười cô giáo trương đã lâu không gặp ồ có lẽ cô không nhận ra tôi tôi ồ anh là tiểu mạnh không anh mạnh phải không chúng ta đã gặp nhau ở nhà chú liễu một lần lần đó gia minh dẫn tôi đến không sai không sai cô cứ gọi tiểu mạnh là được rồi gia minh bây giờ thế nào ừ hắn vẫn ổn chẳng qua chắc chắn là anh lớn tuổi hơn tôi không phải vấn đề tuổi tác thực ra tôi có biệt danh là Tiểu Mạnh. Tiểu đi liền với Mạnh, cho dù qua 20 năm nữa thì tôi vẫn là Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh kia xua tay, những người còn lại đều trợn mắt há hốc mồm, mặc dù Tiểu Mạnh còn trẻ tuổi nhưng trên thực tế lòng dạ lại độc ác không kém bất kỳ kẻ nào, có thể ngồi lên vị trí một trong tám đường chủ của Sa Trúc Bang đã đủ để chứng minh năng lực của hắn, hơn nữa lại có bề ngoài không tệ, rất nhiều. Cô gái có chút liên quan đến xã hội đen thậm chí còn xem hắn như tiểu mã ca của Giang Hải. Hắc đạo, bạch đạo đều có không ít cô gái xin mê hắn nhưng bất kể là đối với thuộc hạ hay phụ nữ tính tình tiểu mạnh nhìn như hiền hòa nhưng thực ra vẫn duy trì tương đối áp lực khiến những người quen thuộc với hắn bất cứ lúc nào cũng không dám quên bản chất như rắn độc của hắn nhưng thái độ đột nhiên vừa rồi của hắn đối với nhã hàm nếu không phải tiểu mạnh muốn theo đuổi nàng lẽ nào cô gái này chính là con gái của một lão đại xã hội đen còn lợi hại hơn đám thành viên xã hội đen âm thầm suy đoán mà chị ngô cũng hết sức nghi ngờ Sở dĩ nàng biết những người này là vì anh vương kia từng tìm đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp thu tiền bảo vệ, nàng cũng từng nghe hắn nhắc đến tên anh tiểu mạnh, nhưng không ngờ người này lại cung kính với nhã hàm như vậy, quả nhiên là cái tên nam gia tộc lớn của Giang Hải vẫn có lực uy hiếp lớn như vậy với xã. Hội đen, đáng tiếc mình cũng không thân cận lắm, nói vài câu, tiểu mạnh hỏi quan hệ của hai người, sau đó nhìn trung tâm chăm sóc sắc đẹp với vẻ suy tư, suy nghĩ một lát rồi đưa một tờ danh thiếp cho chị Ngô. Sau này nếu có chuyện gì, chị Ngô cứ gọi điện thẳng cho tôi là được, chuyện của cô giáo chương chính là chuyện của Sa Trúc Bang, không phải khách khí. Nhìn điệu bộ này, xem ra tiền bảo vệ trước đây đã thu ngày mai có thể cũng được trả lại toàn bộ, chị Ngô thầm nghĩ, chẳng qua mình cũng không thể nhận, nếu thực sự có thể tạo dựng mối quan hệ thì những gì nên nộp vẫn cần nộp, cho dù nhiều hơn một chút cũng không sao cả, nhã hàm cười nói. Hôm nay anh Tiểu Mạnh đến đây ăn tối sao, thấy nhã hàm hỏi thăm, một người trong số đó cười đáp, không phải vậy, chúng tôi đi đàm phán, còn chưa nói xong thì đã bị tiểu mạnh trừng mắt nhìn à chỉ là một vài chuyện vặt thực ra chúng tôi đến đây cùng chú của xa xa cô trường đã gặp chưa chú của xa xa tôi chưa nghe nói đến ồ là em họ của lão đại mới trở về từ châu âu không lâu chẳng qua lão đại và ông ta còn thân nhau hơn cả anh em ruột hẳn là không lâu sau cô trương cũng sẽ biết kìa ông ta ra rồi để tôi giới thiệu với cô trương là chiếc xe đã khá rách nát trở lại khu biệt thự thuộc học viện thánh tâm đã gần bảy giờ tối nhìn những phòng học sáng đèn trong trường hẳn là giờ tự học đã bắt đầu nhã hàm lái xe vào ga ra mở cửa vào nhà bật điều hòa lên ném áo khoác và túi sách lên ghế xa lông vào phòng tắm mở nước nóng sau đó lại vào bếp phô gạo cho vào nồi cơm điện sau đó mở tủ lạnh ra đồ ăn từ trưa vẫn còn thừa lại http không biết liệu gia minh có trốn học đến đây không nàng cho hết mấy món mình muốn ăn vào một hộp rồi cho vào lò vi sóng sau đó vừa cởi áo vừa đi vào nhà tắm khẽ ngâm nga hát nàng cởi xài quần áo nằm vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm mệt nhọc do luyện tập buổi chiều thoát ra ngoài qua mỗi lỗ chân lông một lát sau bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa nàng lắng tai nghe một lát xác định được người đến qua tiếng bước chân rồi lại nhắm mắt lại khóe miệng nở nụ cười vui vẻ hắn tới mình có thể nằm trong bồn tắm lâu hơn một chút quả nhiên tiếng lách tách do ai đó tắt lò vi sóng vang lên ở bên ngoài sau đó tiếng bước chân dần tiến lại gần phòng tắm tay cầm ở cửa phòng tắm xoay tròn, cạch một tiếng, Gia Minh đi vào, nhã hàm hắt nước ra, cười nói, sắc lang, đi ra ngoài, Gia Minh đưa tay lên cản lại, thử nhiệt độ của nước trong bồn. Nóng như vậy, chị định nằm trong bồn tắm cả đêm sao, hắn nhìn lướt qua thân thể nhã hàm dưới làn nước, sau đó mỉm cười đi ra ngoài, đóng cửa lại, lúc chiều chị ra ngoài tập yoga, vừa mới về nhà, nhã hàm nằm trong bồn tắm cất giọng nói, em nấu lại món ăn giúp chị. Tiếng gia minh vọng lại, không lâu lắm, Tiếng xào nấu xèo xèo vang lên trong nhà bếp, mùi thơm truyền đến đây, hắn cũng không nấu món ăn khác mà chỉ đu nóng lại những đồ ăn còn thừa, cho thêm chút muối, như vậy có thể kích thích vị giác của nhã hàm hơn, ngoài ra cũng có thêm một món canh mới. Tài nấu nướng của gia minh có lẽ không bằng những đầu bếp nổi tiếng thế giới, nhưng ở trong nhà thì như vậy cũng rất khá rồi, không đến 10 phút mọi thứ đều đã xong, cửa phòng tắm lại bị gõ vang, vẫn chưa tắm xong, còn chưa tắm rửa chút nào mà em vào trả lưng giúp chị được không? Quỷ lười Nói như vậy nhưng Gia Minh vẫn đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Nhã Hàm ngồi trong bồn tắm nước nóng đang bốc hơi, cầm khăn lông che kín bộ ngực, lưng trần thon thả lộ ra bên ngoài, bờ mông heo gợi, đôi chân thon dài cùng ẩn hiện dưới làn nước, nói chị lười thì đừng vào. Chị xinh đẹp như vậy, còn phải sợ không có ai tình nguyện sao, nàng vung chân lên làm nước bắn xuống dưới chân Gia Minh, đúng vậy, đúng vậy, nhưng chị có gan làm như vậy sao? Nhìn thân thể chân chuồng của Nhã Hàm từ trên xuống dưới, từ trước ra sau một lúc, đến khi nàng xấu hổ đến sắp nổi đóa thì hắn mới ngồi xuống bên cạnh nàng, đầu tiên là kéo chiếc khăn đang che trước ngực nhã hàm ra, nhã hàm am một tiếng, phồng má trợn mắt nhìn ra minh, sau đó hai tay lại che kín bộ ngực. Phụ nữ vốn là như vậy, cho dù đã sống thân mật với vợ mình nhiều năm nhưng nếu có một ngày yêu cầu nàng cởi sạch đồ để mình thưởng thức thì quá nửa là đối phương sẽ xấu hổ, chẳng qua nếu tỏ ra vô tình đi vào đánh răng hoặc đi vệ sinh lúc nàng đang tắm, sợ rằng nàng có biết ngươi đang nhìn nàng, chỉ cần không bóc trần ra, quá nửa là sẽ không hề phản đối, có nhiều khan như vậy sao em không lấy. Thực ra che che giấu giấu một cách giấu đầu hờ đuôi thế này lại càng kích thích hơn, nhã hàm đương nhiên cũng hiểu điều này, chẳng qua khi Gia Minh trả lưng giúp nàng, nàng vẫn duy trì tư thế như vậy, chuyện đề tài sang vấn đề khác. Hôm nay sau khi tập yoga xong, trên đường với chị gặp tiểu mạnh, người đã biết thân phận của em kia, hắn dẫn người đến nhà hàng đàm phán, còn có cả chú của xa xa, nghe nói mới từ nước ngoài trở lại, ừ. Liễu Sĩ Kiệt, em họ của Liễu Chính nghe nói là những năm trước ở nước ngoài khá vất vả, mới từ Corsica, Pháp trở lại, chập trực, trực, nơi đó chính là đại bản doanh của mafia, em gặp rồi. chương 334, sinh hoạt tú, ba chưa gặp, hôm nay mới nghe xa xa nhắc đến, xa xa không thích hắn lắm, chị thấy thế nào, dáng người rất cao, khoảng hơn 40 tuổi, bên ngoài nhìn không tệ lắm, thoạt nhìn giống như người đã lăn lộn vất vả, ha ha, em đừng làm thế, bị bàn tay ra minh chạm vào ngang hông. Nhã hàm cười uốn éo người, nếu cho hắn đóng phim chị cảm thấy rất phù hợp với hình tượng nhân vật đã lăn lộn giang hồ rất lâu sau đó lại muốn trở lại cuộc sống bình thường chỉ là khi nói chuyện thì ánh mắt không tốt lắm luôn có vẻ mê đắm có lẽ hắn che giấu rất tốt nhưng phụ nữ luôn rất nhạy cảm với ánh mắt như vậy chị cũng không thích hắn cho lắm nói chuyện một lát chị liền chào tạm biệt sau này nên ít gặp mặt hắn nói thế nào thì đó cũng là chú của xa xa gia minh nhíu mày sau đó lại cười dẫn rất đề tài rời đi Chẳng qua phụ nữ thực sự rất nhạy cảm với ánh mắt như vậy sao? Ừ hừ, vậy chị biết ở trường có bao nhiêu học sinh nhìn chị bằng ánh mắt như vậy không? Ha ha, bọn họ không dám, nhưng ít nhất thì chị biết có một người, chính là em đó. Không phản bác được sao? Cố Sắc Lang bạn học, hành vi này của bạn lần này đã bị giáo viên bắt gặp tận tay, là tự mình bắt mình sao? Gia Minh mỉm cười, cầm khăn lau xuống phía dưới, khi đụng phải chỗ xương cụt nhạy cảm, nhã hàm liền a à. lên một tiếng, thân thể nhích về phía sau trực tiếp đè bàn tay gia minh tại chỗ nhạy cảm nhất dưới mông gia minh cười khổ rút tay ra nhưng không thể nhã hàm ngồi lên tay hắn ánh mắt nhìn sang bên cạnh bồn tắm lồng ngực phập phồng kịch liệt nhẹ nhàng cắn môi dưới ách chị như vậy làm em nhớ lại một chuyện hơi sững sờ gia minh cười nói chuyện chuyện gì hôm tết chị luôn nói phía sau phía sau gì đó không phải đúng như hôm nay sao nghĩ hay quá nhỉ khuôn mặt ửng hồng mê người nhã hàm lớn tiếng nói thân thể lại nhích về phía sau một chút sau đó ngồi phịch một cái, đè cả cánh tay Gia Minh xuống nước. Gia Minh lập tức giở khóc giở cười, tư thế như vậy, khi ngón tay cử động đủ để chạm vào nơi bí ẩn của nhã hàm, vậy chị thả tay em ra đi, không thả, ai bảo em đụng vào chị trước. Sắc mặt càng hồng hơn, nhã hàm nghiến răng nghiến lợi từ chối, bắp đùi bền chắc hơi căng thẳng, đồng thời đè ép xuống, cả người dựa hẳn vào thành bồn tắm, gần như đè cả cánh tay Gia Minh xuống nước, Gia Minh cũng chỉ có thể cười nói. Em chỉ cần một tay là có thể giải quyết được chị. Trong chốc lát, nước trong bồn sóng sánh, thân thể nhã hàm không ngừng uốn éo, nàng cắn chặt răng, cố gắng hoàn toàn khống chế động tác của bàn tay kia, hôm nay lỡ phóng đến tìm em, sắp tới e rằng sẽ phải đánh một trận. Cả cánh tay bị đè xuống bồn tắm, Gia Minh ngả người về phía trước, tựa đầu vào cần cổ nhã hàm, nhẹ giọng kể chuyện ở trường học hôm nay, thân thể nhã hàm hơi dừng lại, sau đó lại ngồi mạnh xuống, ầm, um, à em đừng giết hắn ô, dù sao cũng là bạn học. Em cũng không để ý lắm, chỉ là hắn quen một người học quyền thái, tuổi cũng khoảng bằng em, chẳng qua trên người hắn mùi máu tanh rất nặng, hôm nay hắn khiêu chiến Huân, em để ư để Huân dạy dỗ hắn đi. Đến giờ Huân vẫn chưa giết ai cả, có lẽ ngay cả mạng mình cô ấy cũng không cần, nhưng sát khí và sự quyết tuyệt chân chính lại không đủ, em cũng không dạy cô ấy loại võ công dùng để đánh nhau cứng đối cúng. Hiện giờ Huân muốn thắng hắn thì sợ rằng cũng sẽ rất thảm, em đang suy nghĩ hậu quả nếu đánh không lại sẽ thế nào, có lẽ nên để Huân gia tăng thêm chút kinh nghiệm, chẳng qua tên kia là con của một tướng quân Thái Lan nếu không cần thiết thì cũng không cần cái thủ oán làm gì. Thiếu niên cánh tay đang bị đè xuống, phân tích tình thế đâu vào đấy, trong bồn tắm, cô gái có thân phận là cô giáo đang dãy dụa thân thể như cá heo, cố gắng nghe ra mình nói chuyện, nét mặt nàng thỉnh thoảng kiên quyết, thỉnh thoảng quyến rũ, hàm răng cắn chặt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên sỉ nhỏ nhỏ, dường như đang đấu tranh. Với một quái thú vô cùng lợi hại. Không lâu sau, lại một tiếng A nho nhỏ vang lên, đôi tay đang che trước ngực của nàng đồng loạt hạ xuống nước, đặt giữa hai chân như muốn đè thứ gì đó lại nhưng lại tỏ ra hơi vô lực, nửa thân trên ớn lên thành hình cung, đôi gò bồng đảo lộ ra bên ngoài không khí đang phập phồng kịch liệt, vậy em. Không cần đánh nữa, ô, hèn hạ, không cho, ừ, đúng chỗ đó, đau, ha ha, bây giờ cũng biết đau rồi, đầu hàng chưa, không đầu hàng, đầu hàng, không, à. Cô gái có thân phận là cô giáo, bị ảnh hưởng bởi truyền thống tốt đẹp của thế hệ trước cách mạng, vừa nói xong một câu liền cố gắng cắn chặt răng kiên quyết không chịu đầu hàng một lát sau thân thể nàng rung động thân thể đang căng thẳng nảy lên mấy cái như thể hiện sự phản kháng cuối cùng sau đó ánh mắt trở nên mê ly hàm răng vẫn cắn chặt sau đó thân thể lại rãnh ruộng một chút mười mấy giây sau rốt cuộc nàng cũng mềm nhũn ngã xuống thân thể nằm nghiêng trong bồn tắm ánh mắt hơi mê ly dường như vẫn không cam lòng nhìn khuôn mặt thiếu niên lồng ngực phập phồng không chừng chẳng qua cánh tay trái bị đè ép phía dưới cổ thiếu niên cuối cùng cũng rút ra được, cầm khăn lông lên. Lần này phải thực sự tắm rửa cho chị, nếu không món ăn sẽ nguội thật mất, nhẹ giọng nói, hắn ôm thân thể thành thục của cô gái ra khỏi bồn tắm, để nàng đứng bên bồn tắm, thân thể mềm nhũn dựa vào tường, bắt đầu thực sự tắm rửa cho cô gái nhu nhược tựa như một đứa trẻ. 9 giờ 40 tối, tự học buổi tối kết thúc. Học sinh lúc này phần lớn đều rủ nhau đi ăn khuya, đến khi tiếng trường tan học vang lên, xa xa tìm được huân đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị dẫn nàng về nhà ăn đồ ăn khuya gia mình đã nấu xong cứ việc ngoài trường có rất nhiều chỗ bán đồ ăn khuya nhưng khoảng thời gian này bọn họ luôn rủ huân đến nhà cùng ăn đi tìm linh tĩnh báo tường còn một phần nhỏ chưa hoàn thành hai người lại đứng chờ một lát khi ba người theo đám người tan lớp đi ra khỏi công trường dưới ánh đèn sáng sủa của các quầy hàng ăn khuya không khí ồn ào một thiếu niên ngoại quốc đèn gầy nhưng vóc người dám chắc tiến lên đón hắn nở nụ cười không khiến mấy người có học cảm đám người lữ phóng cũng đang ngồi ở một quầy hàng cách đó không xa nhìn sang đây. Chào cô, cô là Nguyệt Chỉ Hoan đúng không? Tôi chờ cô ở đây đã lâu rồi, hy vọng cô có thể đồng ý khiêu chiến lúc trước của tôi. Cảm ơn nhiều. Mặc dù nói chuyện rất lễ phép nhưng trong ánh mắt cuồng nhiệt của thiếu niên lại mơ hồ lộ ra vẻ khát máu sôi trào, hắn thích vẻ đẹp của Nguyệt Chỉ Hoan, chẳng qua, ở Thái Lan. Bản tính của thiếu niên tên A Mũ Lôi này tất cả mọi người đều biết, hắn càng thích quá trình hủy diệt cái đẹp, cảm nhận khoái cảm mãnh liệt hơn. Chương 335, khó xử gần nửa đêm, trên đoạn đường gần cục công an thành phố Giang Hải, phảng phất đâu đó bầu không khí trầm lặng, những chiếc xe hơi lần lượt chạy qua chạy lại, những ngọn đèn đường trải dọc hai bên. Đây không phải là đoạn đường phồn hoa nhất Giang Hải, ngày thường lượng người đi lại trên đoạn đường này không nhiều, vậy mà giờ này, khi thời gian đang gần nửa đêm, lượng người đi lại hai bên đường lại đông đúc một cách kỳ lạ. Đầu tiên là một hoặc hai người đi qua đi lại, ánh mắt của họ đều tập trung chú ý động tĩnh bên trong cục cảnh sát. Tiếp đó là từng nhóm ba đến năm người, và tiếp đó nữa là những người đi lại hai bên đường đột nhiên nhiều hẳn lên, quy mô có thể lên đến 2, 300 người. Trông có vẻ như họ chỉ là những người vô tình đi lại gần cục cảnh sát, nhưng dòng người bao quanh hết vòng này đến vòng khác, cứ như là đang muốn bao vây lấy tòa nhà, vào khoảng thời gian ghê sợ này mà lại có nhiều người đi lại như vậy, trông có vẻ như đang mở đầu cho một cuộc bạo động. Tuy nhiên, dường như trên người của những người đi lại ở đây chẳng hề mang theo vũ khí gì, họ ăn mặc bình thường. Mắt nhìn chằm chằm vào bên trong cục cảnh sát, công cục cảnh sát có thêm một vài cảnh sát đứng canh, nhất thời chưa thấy có hành động gì. Những người này phần lớn đều là bọn du côn, phần lớn cảnh sát đều biết họ, cảnh sát tất nhiên có thể bắt họ về nhốt hai ba ngày, nhưng một lần động đến nhiều người như thế thì vẫn phải có mệnh lệnh từ trên xuống, huống hồ, phần lớn những cảnh sát cấp dưới đều chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Chuyện gì thế này, lũ côn đồ này chán sống rồi sao? Kéo rèm cửa sổ nhìn ra xa, xa, mục thanh thanh trong ngoài. Cô cảnh sát năm nay vừa tròn 24 tuổi có sức sống và sự uy nghiêm hơn hẳn những cô gái cùng tuổi, ở tuổi này đã có thể được phá lệ lên đến trước cảnh tí cấp 2, đồng thời đảm nhiệm chức vụ phó đội trưởng đội trinh thám thành phố, ngoại trừ sự nghiêm túc và chăm chỉ thường có, công lao lớn nhất nàng lập. Được trên con đường làm cảnh sát của mình thực ra còn có liên quan đến nhân vật chính gia minh của chúng ta trước khi xảy ra sự kiện du thuyền tinh mộng, thản khắc và năm người khác cũng từng đến Giang Hải. Sau khi sự việc bại lộ, thản khắc giết chết hai người, sau đó công lao hạ gục hai cái xác kia chẳng rõ đầu đôi gì bị mục thanh thanh giành mất vụ án vốn chưa được phá sau đó lại gây ra rắc rối lớn như vậy sự việc này đáng ra phải nói là gây lỗi chứ không phải lập công nhưng không rõ những người bên trên xem xét đến lý do gì tóm lại là mục thanh thanh và một vài người khác nhờ vậy mà được thăng quan đó được xem như là kết quả cuối cùng nghe nói trong số những người vừa mới bị bắt về một người là con của lữ tụng vi còn một người là người thái lan nghe nói là tập thái quyền gần đây TV có đưa tin nói về Tông Sư Thái Quyền hy lý vợ gì đó, chị Thanh, chị biết chuyện đó chứ. Tiểu Triệu, người nhạy thông tin nhất đội từ cửa chạy vào, vừa nghe câu hỏi của Mục Thanh Thanh liền đáp ngay, hy lý Vượng, nghe nói lợi hại lắm, Mục Thanh Thanh gật đầu, vậy sao lại có nhiều tên du côn đến đây vậy, tôi có quen với một vài tên, hỏa kê, hắc bỉ chẳng phải đều là tay chân của Tiểu Mạnh sao. Ngày thường họ rất biết điều, hai ngày hôm chắc là xem phim bạo lực nhiều quá rồi chứ gì, trong số những người đánh nhau có con gái của Liễu Lão Đại, con gái của Liễu Lão Đại, Mục Thanh Thanh cười, tôi biết cô ta, tên là Liễu Hoài Sa thì phải. Năm 95 khi tôi vừa làm cảnh sát không lâu, được phân đến Cục Cảnh sát Thành Tây, sự kiện 131 ngày 31 tháng 10 là vụ án lớn gây chấn động cả thành phố, vài chục người bị sát thủ người nước ngoài chặt đầu. Khi ấy, trong số những người có liên quan, ngoại trừ con gái cả Liễu Lão Đại ra còn có một cô bé người Nhật rất xinh đẹp bị đánh thương tích đầy mình. Trông rất tội nghiệp, khi ấy chính tôi là người lấy lời khai của bọn họ, cô bé xinh đẹp. tiêu triệu ngồi vào chỗ của mình nói vừa nãy em có xuống xem qua, đi cùng với Liễu Hoài xa còn có hai cô nữ xinh xinh đẹp, cả ba đều là những cô bé xinh đẹp, còn về việc họ có phải là người Nhật hay không thì em không hỏi, Mục Thanh Thanh gật đầu, không cần biết thế nào. Tôi có thể đoán được rằng tính cách của cô gái này rất nóng nảy, từ nhỏ đã là vua gây rắc rối, năm cô ta tốt nghiệp cấp 2, nghe nói từng cầm gậy đánh bóng đến văn phòng rồi đánh thầy giáo lần này lại là chuyện gì nữa đây, chỉ đơn thuần là đánh nhau thôi sao, nghe nói. Chỉ là đánh nhau thôi, nhưng một bên là ba cô gái, bên kia là con trai của Lữ Tụng Vi và bảy tên tay chân của hắn, trong đó có cả thằng nhóc luyện thái quyền, không thể nào là ba cô bé đó gây chuyện trước được, bảy tám thằng con trai đánh ba đứa con gái, sắc mặt mục thanh thanh bỗng trầm xuống. Mấy đứa con nhà giàu hư hỏng, cứ cậy nhà mình có tiền, việc gì cũng dám làm, mấy năm gần đây, liễu lão đại có người bên trên nâng đỡ, cứ xem tình hình bên ngoài kia bọn này lần này xem như đụng phải tảng đá lớn rồi có điều lần này gây chuyện đến nỗi có người bị bắt về đây có phải là nghiêm trọng lắm hay không có chết người không thông thường những người này đều có ra thế cả nếu cả hai phía chỉ là đánh nhau vặt vãnh thôi thì cảnh sát thường không can thiệp nếu không chẳng phải sẽ khiến cơn giận của cả hai bên đều đổ lên đầu cảnh sát cả sao cả hai bên đều bị bắt về cục cảnh sát thì sự việc phần lớn là đã làm quá trớn rồi thế nhưng khi mục thanh thanh hỏi như vậy thì đối phương lại lắc đầu hình như không phải chuyện gì to tát cả nghe nói là chưa kịp đánh nhau nữa, chẳng hề có ai bị thương cả, nghe xong câu trả lời của tiểu Triệu, những người trong văn phòng kẻ cười bất đắc dĩ, kẻ thì lắc đầu, vậy ai đã bắt họ về đây vậy? Thằng nhóc vừa tốt nghiệp chăng, thằng nhóc này lại đắc tội với cả hai bên, chắc là gập xui xẻo rồi đây. Không quen biết, họ là một nhóm người mặc đồ bình thường, tóm lại là khi tôi vừa bước vào sảnh cục cảnh sát thì thấy phó cục trưởng cũng vừa mới lái xe đến, khẩn trương đến nỗi quần áo vẫn chưa chỉnh tề, cục trưởng thì đến lâu rồi bây giờ đang ứng phó với lưỡi tụng phi và cái bọn người Thái quyền kia, hình như không có. Chỗ cho chúng ta can thiệp đâu?" Nghe hắn nói thế, những người trong văn phòng đều im lặng, mọi người nhìn nhau, mơ hồ đánh hơi được bầu không khí khác thường, những người can thiệp vào sự việc lần này chắc chắn là cấp bậc rất cao đây. Trong nội bộ cục cảnh sát, họ cũng vì sự việc lần này mà mở một cuộc họp riêng, trong một căn phòng nào đó của cục, một số người cũng đang vì sự việc lần này mà đau đầu, cùng với luật sư Lữ Tụng Vi với khuôn mặt nặng nề cứ đi qua đi lại trước mặt con trai, hết lượt này đến lượt khác. Tao đã nói với mày từ trước rồi, khiêm tốn một chút, cứ luyện ba cái thứ võ gì đó, tính tình nóng nảy cứ như pháo, vừa mới đốt đã nổ tung. Sự việc lần này, mày đừng tưởng là có A mũ lôi làm bia đỡ đạn, thực ra thì mày cũng chỉ là con cờ của Hàn Cương Thành mà thôi. Bây giờ thì hay rồi, tao vừa gọi điện cho phó cục trưởng Lư, ông ta cũng vừa mới đến đây, nói là sự việc này ngay cả ông ta cũng không thể nào dẹp yên được, bây giờ cũng không biết mày đã đắc tội với ai, hơn nữa, chặn ba cô bé lại trước cổng trường học, mày rốt cuộc là mày đã làm gì rồi. Việc này mà đồn ra ngoài thì chẳng có ai nghĩ là ba con bé đó có lỗi lầm gì, lưỡi phóng đỏ bừng mặt, nhưng mà căn bản là chúng con không đánh người, nói thật, à mỗi đôi có nói là chỉ thách thức nguyệt chỉ huân, chúng con chưa bao giờ nghĩ là sẽ động đến diệp linh tĩnh và liễu hoài xa. Con bé người nhật nguyệt chỉ huân kia chưa từng nghe nói đến, còn con bé diệp gì đó thì trước khi đến đây tao có cha tìm qua, hình như cũng chẳng có thế lực gì chỉ có con bé liễu hoài xa kia nó là con gái của liễu chính bây giờ bọn người mà chúng gọi tới đã bao vây cả cục cảnh sát này rồi nhưng chắc là chúng cũng không dám làm gì đâu rốt cục là mày đã làm gì chúng nó thật sự là con chưa hề làm gì mà nhìn vẻ mà tức giận không tin mình của cha lữ phóng ngồi đó gần như sắp khóc khi mấy con bé đó vừa ra khỏi cổng trường a à mũ lôi liền tiến đến trước mặt bọn họ hai bên dường như sắp đánh nhau nguyệt trì huân kêu hai cô bạn của cô ta đi ra chỗ khác nhưng liễu hoài sa không đồng ý con dược linh tĩnh hình như đang tính gọi điện thoại kêu người đến giúp chúng con đang thương lượng xem coi có nên ngăn chặn cô ta hay không ai ngờ khi a mũ lôi vừa mới đụng chạm với nguyệt trì huân một chút thì cái bọn khốn kia đã chạy lại họ đều rút súng ra và còn có cả thẻ cảnh sát nữa chứ lữ phóng ấm ức nghĩ một hồi nói à mấy con bé đó không bị thương chỉ có a mũ lôi là bị đánh mà thôi bọn người kia vừa xuất hiện là hắn đã chuẩn bị đánh người khi đó có một tên khá lùn hai tay đều băng bó tay cầm súng không vững lắm a à, mũ lôi nhằm vào hắn mà đánh thân người a à, mũ lôi vừa nhảy lên không trung thì đã bị người đó nghiêng người đụng vang ra xa con có nhìn thấy thầy trần biểu diễn một lần hình như là chiêu thiết sơn kháo trong bát cực quyền nhưng mà con vẫn chưa thấy ai bị gãy tay rồi mà còn dùng được chiêu này tao có thấy cái thằng đó rồi nó đang ở bên ngoài nữ tụng vi gật đầu nói nhưng hình như cục trưởng khương cũng chẳng có cách gì xử lý chúng cứ theo lời mày nói thì hình như là bọn chúng đang chờ sẵn ở đó chỉ cần mày phạm sai lầm là ra tay ngay, mà trước đó mày cũng chỉ gây rắc rối với thằng nhóc của Hoàng gia mà thôi. Cố Gia Minh chẳng có địa vị gì trong Hoàng gia, hơn nữa Hoàng Bình Tường cũng đã rơi đài lâu rồi. Ai biết được hắn ta còn có mối quan hệ gì, ổn định lại tâm trạng một lúc, Lữ Tụng Vi chỉnh đốn lại quần áo, lần sau bớt gây rắc rối, tao ra ngoài thương lượng với cục trưởng Khương lần nữa. Đại sư Hy Lý Vượng đã đưa ra kháng nghị lên lãnh sự quán Thái Lan, lát nữa chắc là có thể bảo lãnh, chúng mày ra ngoài rồi, quan hệ của Lữ Gia và Cục trưởng Khương Phú Quý ở đây không được tốt lắm, nhưng lại là bạn rất thân với Phó Cục trưởng Lưu Kiến Hoa. Vừa nãy Lưu Kiến Hoa chưa đến, Cục trưởng Khương dường như cũng chỉ là trả lời cho qua chuyện mà thôi, một mặt tỏ vẻ là không thể bao che, một mặt lại ám chỉ là bên trên có người đang bao che vụ này. Lần này Lưu Kiến Hoa đến, hắn dẫn Cục trưởng Khương và nữ Tụng Vi vào trong văn phòng đóng cửa lại, lúc này Khương Phú Quý mới thở dài nói sự thật. Không phải tôi không muốn giúp ông, lão lữ ông là bạn của ông Lưu nên tôi cũng gọi là lão lữ vậy, ông là một thương gia nổi tiếng ở Giang Hải. Những năm gần đây, ông đã cống hiến không ít cho thành phố Giang Hải, tôi cũng không giấu ông làm gì. Thứ nhất, bảy tám thằng con trai đối phó với ba cô bé thực sự là không chấp nhận được. Thứ hai, đại sư Hy Lý Vượng Chắc cũng đã nói chuyện với lãnh sự quán Thái Lan rồi, điều này tôi biết, nhưng phía bên Nhật Bản cũng đã lên tiếng rồi. Trước tiên là phía bên tập đoàn tài chính đứng thứ ba Nhật Bản là tập đoàn Xuyên Kỳ đã trực tiếp kháng nghị lên chính phủ, sau đó thì lãnh sự quán cũng đã gửi công văn xuống lão lữ, ông nói xem, Mấy chuyện đánh nhau vặt vãnh của bọn con nít, không lẽ mọi người đều phải làm lớn chuyện kinh động đến bộ ngoại giao luôn sao? Hơn nữa sự việc lần này đích thực là lỗi của con trai ông gây ra. Chương 336, bà tai vang dội, một tập đoàn xuyên kỳ, công hàm của bộ ngoại giao Nhật Bản, nữ tụng vi lập tức choáng váng, cô bé người Nhật Bản tên Nguyệt Trì Hoan có quan hệ gì với tập đoàn Xuyên Kỳ, hương phú quý gặp đầu. Nghe nói vị hôn thê của người thừa kế thứ hai của tập đoàn Xuyên Kỳ hiện giờ, hôn phu của cô ta là, à, Thiên Vũ Chính tắc. Tên Nhật Bản nghe thật ngộ, nghe nói là tiến sĩ sinh, học và tiến sĩ di truyền học, có ảnh hưởng nhất định trong giới học thuật quốc tế. Lão Lữ, chuyện này thực sự rất phiền phức, ông nhìn ra ngoài cửa sổ xem, nếu chính có thể xem là chuyện nhỏ, nếu bình thường mà đám khốn này dám bao vây cục cảnh sát thì tôi đã bắt bọn chúng từ lâu rồi. Một bên là tướng quân Thái Lan, quan hệ với Thái Lan, một bên là đảo quốc Nhật Bản, xong nếu so sánh một chút thì không thể không thừa nhận rằng, giả sử nếu hai bên đều vì cùng một chuyện mà tranh chấp, thì với tình hình hiện nay, Trung Quốc nhất định sẽ cân nhắc Nhật Bản, một quốc gia có sức mạnh kinh tế siêu cường. Hơn nữa thực lực của Lữ Gia so với tập đoàn Xuyên Kỳ, phải nói là thua xa, Lữ Tụng Vi nhất thời lắp bắp có vẻ nói không nên lời, đối điện với hắn, Khương Phú Quý đang trầm một điếu thuốc. Hơn nữa, việc này quả thực không phải do tôi giải quyết, đám người ở bên ngoài lúc nãy ông cũng nhìn thấy rồi, đến nước này rồi tôi cũng không giấu ông thêm nữa, bọn họ đều là đặc công của Cục Quốc An, vốn là đặc công sẽ không xen vào chuyện này nhưng phương thủ trưởng phương chi thiên thời gian này sắp đến giang hải bọn họ đã tới trước một bước phương chi thiên mặc dù bề ngoài là một thương nhân nổi tiếng có vẻ như không màng đến chuyện chính trị dường như trong bất kỳ sách lược chính trị nào cũng đều không thấy bóng dáng của hắn nhưng thực tế thì một bộ phận rất lớn công trình quân sự trong nước đều do hắn hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý có cả quân hàm thiếu tướng là nhân vật truyền kỳ vừa là thương nhân vừa là quân nhân những tin tức này lữ tụng vi đương nhiên cũng nắm được lúc này nhắc đến ba người trong phòng đều có chức nghiêm nghị và thận trọng kể ra cũng thiệt thòi cho bọn họ nếu thật đã đả thương một ai đó thì bộ ngoại giao sẽ làm ầm lên mãi lại thêm một tai tiếng xấu trên thế giới hiện nay đội trưởng thôi quốc hoa là người xử lý việc này mục đích của họ là không muốn cho vụ này xé ra to thêm bây giờ không thả người cũng là do thôi đội trưởng quyết định tuy tôi cũng chưa hiểu rõ mục đích giữ hai bên ở lại đây là gì nhưng ông đi xin lỗi một tiếng rồi sẵn tiện dò xét luôn bao giờ được thả cũng tốt hơn nhiều thu đội trưởng bảo nên làm thế nào thì cứ theo đó mà làm, chỉ có lợi chứ không có hại, tôi cũng sẽ giúp các ông nói vào mấy lời tốt đẹp. Khương cục trưởng nói là đi thăm dò, thực ra là muốn cho bên đây đi xin lỗi nhận sai. Lữ tụng vi đâu có hiểu như vậy, ông ta ở thành phố Giang Hải vẫn có một số trợ lực, nhưng không giống như hoàng gia đã từng có thân thích làm bí thư tỉnh ủy, cũng không giống như đông phương gia có nhiều mối quan hệ với bên trên. Bây giờ nghĩ lại cũng có chút hối hận, tông sư thái quyền gì gì đó thì không vấn đề gì, nhưng bọn tài phiệt Nhật Bản và tên tướng quân Thái Lan nổi tiếng với buôn thuốc viện và làm ăn bất hợp pháp, cho dù đắc tội ai cũng không có gì hay ho cả. Lúc này nói lời cảm ơn với Khương Phú Quý xong, ông ta bước ra cửa đi tìm nhóm đặc công của Cục Quốc An, lúc đi xuống lầu, thấy đội trưng thôi quốc hoa mà Khương Cục trưởng vừa mới chỉ điểm cầm đầu, đám đặc công đang ngồi một bên của đại sảnh trong phòng tiếp khách cười nói. Nói là thuộc Cục Quốc An, trong đó có một cô gái nhỏ tuổi nhất, thậm chí có vẻ chưa đến 20, Lúc này một phụ nữ mặc âu phục trắng khiến hắn chú ý tới đầu tiên. Hắn nhận ra người phụ nữ này, cô ta tên là Trần Á Lệ, độ khoảng 30 tuổi, mới đây đột nhiên qua làm trợ lý cho thị trường thành phố Giang Hải, nghe nói làm trợ lý, thực quyền khá lớn, rất nhiều việc phải được cô ta gật đầu thì mới thông qua được. Công việc như vậy khiến rất nhiều người ước ao, suy đoán rằng cô ta ở bên trên e là có mối quan hệ rất vững chắc. Rất nhiều người muốn theo cách trước đây là tặng lễ vật để đi cửa sau nên đã tìm cô ta nhờ giúp đỡ, cô ta cũng chỉ nhận một phần nhỏ một cách lão luyện, nếu thực có vấn đề thì cơ bản vẫn là bị ngăn chặn lại. Sự trong sạch đó có lẽ có liên quan đến vấn đề mới nhậm chức, nhưng bất luận thế nào thì trong khoảng thời gian này, cô ta quả thực là một trong những người tâm phúc của thành phố Giang Hải. Hôm nay, quan hệ với bên trên của vị tâm phúc này đã hé lộ ít nhiều, cô ta mặc có phục viên trước, bề ngoài cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng đang ngồi giữa đám đặc công vừa nói chuyện vừa cười rất vui vẻ, đem đến cho người xung quanh một cảm giác thân thiết, sự dàng nữ tính bên cạnh cô ta còn có một người đàn. Ông trung niên đang khoác vai cô ta một cách thân mật, trước đây không lâu có tin tức kết hôn của trợ lý thị trường Trần Á Lệ mới truyền đến, Lữ Tụng Phi chỉ biết đại khái tên của người đàn ông đó là Kiều Quốc Duệ. Mọi người phân chia lợi ích, hay khi nhờ người giúp đỡ thì có thể nói đủ kiểu, nói trên trời dưới đất, nhưng nếu nhận mình có lỗi thì tốt nhất là nói thật và nói thẳng. Lữ Tụng Vi có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay là do ông ta luôn chấp hành nguyên tắc làm sai thì phải nhận, bị đánh cũng phải thẳng lưng, Tuy nhiên, đối với nhận định đúng sai thì không hoàn toàn xuất phát từ vấn đề đạo đức, mà là do đối phương mạnh cho nên lỗi sai chắc chắn thuộc về mình. Lấy lại tinh thần một chút, ông ta bước về phía người đàn ông trung niên tên Thôi Quốc Hoa, trong tình huống như thế, hai bên không tất gì phải dài dòng dây dưa nữa, vừa thấy Lữ Tụng vi bước tới chào hỏi, Thôi Quốc Hoa liền cười và kéo ông ta về bên này nói chuyện. Nhưng trò chuyện chưa được mấy câu thì tiếng trung tập họp nội bộ của cục cảnh sát vang lên, cảnh sát viên ở tứ phía từ trong tòa lầu ùa ra, đông như bầy ong vỡ tổ khương cục trưởng từ trên hành lang bước xuống quần áo các phong đã chỉnh tề đâu ra đấy ra ngoài bắt hết bọn danh con đang gây sự kia ở trung quốc đối với việc khiêu khích của bọn xã hội đen chính phủ miễn bình luận kết quả không mấy gì tốt đẹp lần này lần này hẳn đám gây rối ngoài kia sẽ bị bắt hành vi nóng này lần này của sa trúc bang có một bộ phận cũng là nhắm vào con trai của mình nếu như họ bị bắt thì trong lòng nữ tụng vi sẽ rất vui quay đầu quan nói chuyện này với thư quốc hoa thế nhưng qua vài câu tán gẫu hắn cũng mơ hồ nhận ra chuyện lần này hiện giờ những người người này chưa chắc là có thể tự giải quyết. Thôi Quốc Hoa mở miệng an ủi vài câu để hắn không lo lắng, nhưng không có biểu lộ rõ ràng nào thể hiện ý muốn thả người. Nghĩ lại cũng phải, cục quốc an đa phần là thực hiện theo mệnh lệnh, người đứng sau lưng họ có thể đưa ra quyết định, phương trì thiên. Nhưng mà, suy nghĩ thêm một chút, nếu là người ở tầng lớp đó, sao có thể làm khó dễ mấy đứa trẻ con, bất luận là Thái Lan hay Nhật Bản, phía bên Trung Quốc không thể có thái độ nịnh hót như vậy, nghĩ như thế, hắn có hơi chút dối trí. Cũng vào lúc này chỉ thấy thành viên cục quốc an hai tay quấn băng vải từ cửa bước vào, nói hai câu vào tai Thôi Quốc Hoa, nghe thấp thoáng là có người nào đó đã đến rồi, Thôi Quốc Hoa gật đầu, xin lỗi, Lữ Tiên Sinh, ngài ở đây đợi một chút được không? Tôi còn chút việc, một lát nữa sẽ trở lại nói chuyện với ngài, nhìn thái độ của hắn giống như có một nhân vật lớn vừa đến vậy, đợi đến khi Thôi Quốc Hoa đi rồi, Lữ Tụng Vi mới nhìn ra ngoài, mười mấy viên cảnh sát đang từ trong đại sảnh đi ra, chen chúc nhau hỗn loạn không phải không có ai đi vào, chẳng qua trong tầm nhìn của Lữ Tụng Vi lúc này cũng chỉ loáng thoáng nhìn thấy trong đám người đó một thiếu niên mặc đồ học sinh từ cửa bước vào trong đại sành, nhìn xung quanh với vẻ mê hoặc, tôi đến đây là để nhận người, nên tìm ai đây? Trong nháy mắt bóng dáng hắn cũng biến mất trong tầm mắt của Lữ Tụng Vi, Lữ Tụng Vi nhìn một lúc lâu, nhân vật lớn mà hắn tưởng tượng từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy xuất hiện, sau khi ăn cơm tối xong. Tiểu lộ gọi điện thoại đến cho chúng tôi, nói về chuyện A à Mũ Lôi đoán là sẽ có chuyện nên chúng tôi liền qua đây để ăn khuya, không ngờ vẫn gặp phải. Ai, Gia Minh tiểu đệ, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, cô bé linh tĩnh đó tại sao lại tức giận tôi nhỉ, chiều nay tôi cũng chỉ là có ý tốt. Đi bộ trong hành lang khu vực nội bộ cảnh sát, Thôi Quốc Hoa hỏi chuyện chiều nay, xem ra là có chút oan ức, tay xách một túi ni lông, Gia Minh với vẻ mặt hiền lành lúc này đang đi ở phía sau cách Thôi Quốc Hoa chừng hai bước chân, đang quan sát xung quanh. Chương 337, bạt tai vang dội, hai tôi nào có biết, Trước đây tôi chỉ là có nhắc qua cái tên của ông với cô ấy, mà ông cũng thấy đó, hiện nay danh tiếng của công chức không tốt đẹp gì mấy, ít nhất thì ghét ác nhiều cầu cũng là một đức tính tốt của cô ấy. Chú thôi, tôi có thể bảo lãnh, cho cô ấy đi ngay bây giờ không, người của cậu có thể bảo lãnh đi bất cứ lúc nào, còn những người khác, nếu đã không có vấn đề gì thì chúng tôi thấy rằng cũng không cần phải làm khó dễ họ. Dù sao cũng có bạn học của cậu trong số đó, hơn nữa thân phận của A mũ lôi đó còn phức tạp hơn, hắn đến rồi, ở bên trên vẫn muốn đặc biệt chiếu cố, những lời nơi này nghe thì có vẻ như là nói với gia minh trên thực tế rõ ràng là nhằm vào người phụ nữ bạo lực giản tố ngôn nói như vậy không có nghĩa ảm chỉ viêm hoàng giác tỉnh sợ giản tố ngôn một tổ chức lớn như vậy xét cho cùng vẫn cần phải sợ một cá nhân thế nhưng thứ nhất đối với người phụ nữ này người trong tổ chức chống khủng bố có tiếp xúc qua mấy lần thì đều thấy có chút khâm phục và ngưỡng mộ cô ta thứ hai tuy tính khí thất thường nhưng cô ta từng ngăn chặn được hành động khủng bố trên chiếc du thuyền tính mộng từng cứu đám người phương chi thiên, nếu như hành động tàn. Bạo của giản tố ngôn vẫn chưa đến mức muốn trở mặt với nhau thì dĩ nhiên chỉ còn cách là cố gắng nhân nhượng thôi, gia minh thì vô tư nhún vai. Tôi thì chẳng có ý kiến gì, nhưng mà chị tố ngôn từng dạy tôi, chỉ cần có hành vi giết người, cho dù là chưa thực hiện được hay đã đạt được mục đích rồi thì cũng đều phải chịu tội như nhau, phải có chế tài mới có thể ngăn chặn việc tái diễn lần sau. Chị ấy tuy bây giờ không ở trong nước, nhưng ông nghĩ xem chị ấy sẽ nghĩ thế nào về chuyện này, ha ha chúng tôi đương nhiên là cũng hiểu rõ tính khí của giàn tiểu thư. Nhưng với chuyện lần này, cái tên A mũ lôi đó, cứ cho là hắn ra tay, thì cũng chưa hẳn là nhằm vào hai cô gái Diệp Linh Tĩnh và Lữ Hoài Sa, huống hồ trong chuyện này hắn mới là người duy nhất bị đánh, cậu xem. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy trong phòng thẩm vấn trên dãy hành lang, một tên nhóc người Thái đang cúi đầu ngồi trong đó, phía trước hắn là một người Thái Lan cao to lực lưỡng, nhìn dáng vẻ khoảng chừng không quá 30 tuổi, có lẽ đó là tông sư Thái Quyền Hy Lý Vượng phải công nhận rằng so với đồ đệ, bề ngoài của hắn khá hơn rất nhiều, mặc dù trên người ẩn chứa sát khí nhưng vẫn có nét anh Tuấn và cương nghị, một viên cảnh sát đứng bên cạnh lặng lẽ canh chừng. Đến lúc này, những thủ tục như lấy lời khai đều đã làm hết rồi, bởi vì là người nước ngoài có địa vị cho nên việc canh giữ cũng không cắt cao lắm, vì cho dù là nhóm người của Thôi Quốc Hoa đều đã quyết định thả sẵn người, chỉ là đợi Gia Minh đến nói vài câu mà thôi. Thấy ngoài cửa có người đang đi đến, tên nhóc người Thái Lan kia, đang ngồi im lặng một cách chán nản, ngẩng đầu lên, và hiển nhiên là nhận ra ra mình. Thằng nhóc tên A mỗi lôi này rất kiêu ngạo, không hổ là con trai tướng quân tập tông của Thái Lan, ha ha, vừa nhìn thấy súng chuyện đến, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là đầu hàng, mà là phản kháng. Lại nói, bên phía chúng tôi có một người tên là Tiểu Vũ, cũng tham gia đấu võ trên thuyền lần trước, bị đá gãi hai tay đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, còn đang băng bó, trông quả thực là vẫn còn hơi yếu, hắn xông đến muốn cướp súng, nhưng bị Tiểu Vũ dùng một chiêu thiết sơn đánh bay ra xa mấy mét, trực. Thôi Quốc Hoa cười nói về tình huống khi đó, giống như Gia Minh, hắn cũng nhìn về phía phòng thẩm vấn, A à, Mũ Lôi lúc này đang nhìn chằm chằm vào Gia Minh, ánh mắt khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, thoáng nhìn ánh mắt ấy, Thôi Quốc Hoa hơi nhíu mày. Bên trong và ngoài căn phòng, bốn người cứ thế nhìn nhau, bỗng nhiên Thôi Quốc Hoa thấy không khí có vẻ như khá căng thẳng, trong ánh mắt thiếu niên Thái Lan kia lộ ra vẻ hung ác, một tiếng rầm vang lên, trước khi hắn đang ngồi bay ra ngoài. Lẽ ra chỉ lướt qua cho xong việc này, hơn nữa mọi người đều chưa thành niên nên cũng không thể còng tay hắn được, vậy mà chỉ trong chớp mắt, dầm một cái, chiếc ghế bằng sắt nện vào bức tường của căn phòng thẩm vấn, đã từng được luyện tập động tác tránh né thế nhưng viên cảnh sát đứng bên cạnh nhất thời cũng không kịp hành động. Thiếu niên Thái Lan nhảy bổ ra như một con báo săn, động tác của tông sư Thái Quyền Hy Lý Vượng cũng nhanh không kém, hắn đưa tay ra bắt lấy tấm lưng của tên đồ đệ rồi đột sống lên một tiếng, gọi tên của A Mũ Lôi, ông thanh vọng ra ngoài hành lang như sấm nổ có lẽ hy lý vượng đó cũng không ngờ rằng tên đồ đệ của mình trong lúc này lại bộc phát ra hơi thở hung lệ như vậy tiếng giống vang vọng khắp hành lang mà cánh tay đưa ra bắt đã chậm một bước a à mũ lôi đã lao ra khỏi phòng nắm tay đấm thẳng về phía gia minh thôi quốc hoa đang định ngăn lại nhưng hy lý vượng cũng đã đuổi theo tới nơi vừa vặn ngăn cản phía trước thôi quốc hoa cẩn thận lúc thôi quốc hoa hét lên câu đó gia minh tay đang xách trước túi ni lông đựng bánh thiên tầng vội vã né ra sau rồi nhanh chóng lùi về lại trong nháy mắt hai kích quyền hung hãn của a mũ lôi tung ra như gió ngay sau đó là cú quét chân liền lạc lao tới lên gối đánh khuỷu vừa rơi xuống đất thì chân trái như chiếc gậy sắt đã đá về phía vai gia minh nhanh như chớp có thể thấy quả thật hy lý vượng đã dồn rất nhiều tâm sức cho tên đồ đệ này tuy trước đây hắn chưa kịp ra tay thì đã bị tiểu vũ đánh bay có lẽ cũng có một phần nguyên nhân khinh địch nhưng lúc này thì hắn đang nén giận mà ra tay chỉ trong thời gian có mấy giây tổ hợp một loạt chiêu quyền thái cứng rán đến cực điểm đã được hắn tung ra vô cùng nhanh chóng, lưu loát. Thôi Quốc Hoa nhìn thấy mà trong lòng kinh sợ, tự mình đấu với tên nhóc này đương nhiên là có thể thắng một cách dễ dàng, nhưng đối phương vừa mới ra tay đã sử dụng quyền pháp cường mãnh và lưu loát như vậy thì e rằng chính mình cũng phải tạm thời né tránh. Quy thế của hắn thật đáng kinh ngạc, gia minh xem ra cũng trốn đến thảm hại, nghiêng người, rồi lùi về sau, hoàng sợ cúi đầu, lần nào cũng gần như né qua sát với quyền cước mãnh liệt của A Mỗ Lôi. A à, mũ lôi tuy chỉ là thiếu niên 16-17 tuổi nhưng đã trải qua sự huấn luyện rất khát khe, lực lượng quả thực rất mạnh, nếu như người bình thường mà bị trúng một kích, nhẹ thì cũng đứt gần gãy xương, nặng e có thể là một kích mất mạng. Thu Quốc Hoa đang đứng bên kia đang nơm nớp lo sợ nhìn ra Minh liên tiếp tránh mấy đòn liên tục của A mũ lôi, cú đã xoáy kia hầu như xẹt qua sát chán hắn. Dầm một tiếng, cửa kính một gian phòng làm việc của cảnh sát bị đánh vỡ, khung cửa bằng thép bị đánh cong vào, thủy tinh bay tán loạn mấy cây đinh ốc thô to được hàn chết vào tường cũng bị đánh bung ra khỏi tường xi măng. Với khả năng phản ứng của Thôi Quốc Hoa, trong nháy mắt hắn đã chuẩn bị rút súng ra, thế nhưng đứng bên cạnh ông ta lại là một tông sư thái quyền, ở một quốc gia như Thái Lan, có thể lao lên được đến địa vị như vậy, năng lực của hắn chỉ hơn chứ không hề kém Thôi Quốc Hoa, vừa giả bộ sổ đầy, hắn đã ngăn. Cản động tác của Thôi Quốc Hoa lại vài giây, hắn cũng là một kẻ liều mạng, lúc này nếu đã không ngăn cản đồ đệ thì rõ ràng là có ý muốn để đồ đệ mình thực sự giết người dù sao cha thiếu niên kia là một tướng quân cô bé nhật bản kia có chỗ dựa lớn nhưng những người khác chưa hẳn đã có bối cảnh gì cho dù là thực sự giết người hay đánh đến tàn phế thì lúc sau vẫn còn có khả năng chạy tội được a à, mũ lôi xoay người đá trúng cửa sổ trong nháy mắt này gia minh nhân cơ hội xoay người chạy trốn a à, mũ lôi hét lớn rồi vọt lên hai bước bật người nhảy lên đập mạnh vào bức tường bên cạnh đầu gối phải đánh về phía khuôn mặt gia minh gia minh vẫn đang chạy trốn cảm thấy có nguy hiểm hắn quay mặt lại ở bên kia Thôi Quốc Hoa với ánh mắt ánh lên vẻ hung ác, cuối cùng cũng rút súng ra, tay vẫn chưa giơ lên thì một tiếng chát lanh lảnh vui tai đã vang lên trong hành lang. Cú đánh cối nhìn có vẻ rất mạnh mẽ này không đánh trúng được Gia Minh, mà là trong lúc xoay người tránh né, Gia Minh tiện tay dáng cho A Mũ Lôi một cú bạt tai vang dội. Phải công nhận rằng, cú bạt tai này thật sự ngoài sức tưởng tượng, Hy Lý vượng túm chặt lấy cổ tay của Thôi Quốc Hoa, không để cho hắn giơ súng lên, trong tầm mắt của họ Gia Minh vẫn đang thối lui mấy bước thật thảm hại vung vẩy bàn tay phải tựa như cái tát vừa rồi cũng khiến hắn đau đến không chịu nổi, ám lôi. Vừa bị bạt tai, vẫn đứng nguyên tại chỗ, bày ra một tư thế trong quyền thái, hắn bước lên hai bước rồi lại dừng lại, đầu nghiêng nghiêng, sau đó lắc đầu mấy cái một cách nghi ngờ, khiến người ta có cảm giác vừa rồi không phải hắn trúng một bạt tai mà là bị một tấm sắt đánh phải, chương 338. Cú bạt tai gây hậu quả nghiêm trọng, trong hành lang ánh đèn sáng sủa nhưng vẫn có cảm giác hơi lạnh lẽo, sáu bảy viên cảnh sát từ các phòng làm việc ùa ra nhìn cảnh hỗn loạn bên ngoài một cô gái mới tốt nghiệp vừa gia nhập đội cảnh sát không bao lâu trước kia còn ngủ gật trong phòng làm việc kết quả là cửa sổ phòng nàng bị đánh vỡ vụn văng tung tóe lúc này cô thư ký bé nhỏ này đang trợn mắt há hốc mồm nhìn khung cửa sổ bị biến hình máu mó sau đó lại nhìn hai gã thiếu niên đang đứng song song không biết phải làm gì hoàng tử thái quyền buổi tối mới bị bắt vào đây mục thanh thanh ở bên kia có lẽ không nắm rõ tình hình nhưng mấy viên cảnh sát cấp dưới trong phòng đều đã hiểu rõ khi lý vượng và thôi quốc hoa đang xô xô đầy đầy trong chốc lát người bên ngoài cũng không thấy bọn họ ra chiêu thức rõ ràng gì đám người chỉ biết đứng nhìn một cách nghi ngờ mấy giây ngắn ngủi trôi qua khi lý vượng cảm thấy hơi bất ổn theo chỉ dẫn của hắn một khi triển khai tấn công nhất định phải như cuồng phong vũ bão không cho đối phương bất kỳ một cơ hội ngừng nghỉ nào kết quả là từ sau khi bị một cú bạc tai a à, mũ lôi vẫn đứng yên như vậy cũng không biết là do bị cái tát nhục nhã đến mức ngây ngẩn hay là đã tức giận đến mức ngu ngốc rồi, thậm chí cả người đều run lên. Lực của cái tát không biết mạnh đến cỡ nào, mặc dù cái tát vừa rồi rất vang dội nhưng đó cũng chỉ là một cái tát rất bình thường, ý định làm nhục nhiều hơn thương tổn thực tế nhiều. Khi Lý Vượng tuy là bậc thầy thái quyền nhưng nếu thực sự muốn ngăn chặn một tên đặc công thì cũng không được trong bao lâu, trong lòng tức tối thoáng qua, bỗng nhiên hắn nghe thấy A Mũ Lơ kêu lên một tiếng, rồi lại vung quyền xông về phía người thiếu niên trước mặt. Cùng lúc đó, hai tay Thôi Quốc hoa bổ xuống thật mạnh, đánh vang sự áp chế của Hy Lý Vượng, giờ súng lên, không được nhúc nhích, tay của Hy Lý Vượng lại đè xuống một lần nữa, mắt của Thôi Quốc hoa Long lên dữ dội, đã sẵn sàng bóp cò, sau một giây, không có tiếng súng vang lên. Động tác của hai người lúc này trở nên kịch liệt, hai viên cảnh sát ở bên cạnh cũng bắt đầu phản ứng, hiểu ra hắn vì muốn ngăn cản hai người ngoại quốc này hành hung ở cục cảnh sát, lập tức xuất súng hỗ trợ, vậy mà trong chớp mắt, tất cả mọi người đều không kịp bóp cò. Thôi Quốc Hoa cũng như Hy Lý Vượng, cả những viên cảnh sát chung quanh đều bị động tác của thiếu niên Thái Lan ở phía trước thu hút sự chú ý. Thiếu niên mới vừa rồi còn đá gãy khung cửa sổ bằng sắt, lúc này bước ra hai bước, một quyền vẫn chưa tung ra hoàn toàn thì chân trái đã cong lại một cách lạ thường, cả người vì vậy mà bị mất thăng bằng, hắn loạn trọn bước về bên trái hai bước, mới gắng gượng duỗi thẳng chân trái ra để giữ thăng bằng. Lần thứ hai bày ra tư thế quyền thái không quá tiêu chuẩn, A à Mũ lôi lắc nhẹ đầu, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, hắn thu tay trái lại, lau những giọt mồ hôi trên mặt, lúc lau đến lần thứ ba, vô thức vuốt vuốt ở tai, một lần, hai lần. Dưới ánh đèn sáng trong hành lang, máu từ trong tai trái chảy phủ xuống hai bên má hắn nhễ nhại, nhìn mà giật mình. Lúc này, viên cảnh sát đứng cách hắn không xa có thể nhìn thấy rất rõ, máu từ trong tai người thiếu niên chảy ra, tiếp đó máu mũi cũng chảy ra ồ ạt không ngừng, mắt trái cũng sưng huyết đỏ bứng lên, nửa bên má cũng bị hắn vô tình quệt qua quệt lại nhộn đỏ. Một lát sau, hắn chậm chậm giơ tay lên, chăm chăm nhìn tay dính đầy máu của mình, miệng nói ú ớ mấy câu tiếng Thái, ánh mắt chuyển hướng về phía người thanh niên ở phía trước, "Trật, chuyện này, ngươi đừng có nhìn ta như thế chứ, ngươi làm sao vậy, ngươi bị bệnh ư, trước đây ngươi đã bị nội thương sao, này, ngươi, ngươi, ngươi. Sao ngươi lại nhìn ta như vậy, ta chỉ đánh ngươi nhẹ thôi mà." Trước mặt hắn, Gia Minh dường như cũng bị cảnh tượng kỳ lạ này làm cho một phen khiếp sợ, chỉ biết lắp bắp giải thích nhìn cảnh tượng vô cùng lạ thường này khuôn mặt hắn co quắp khóe miệng cũng giật giật hắn vừa lùi về sau hai bước với khoảng cách an toàn vừa buông tay một cách vô tội trong tay vẫn còn đang cầm chiếc túi ni lông đựng bánh đang đùng đưa một cách vô tội chính mắt nhìn thấy chuyện xảy ra hy lý vượng và thôi quốc hoa cũng dừng lại không xô đẩy nữa đi về phía bên này hy lý vượng đỡ tên đệ tử của mình ngồi dựa vào tường xem xét khuôn mặt đầy máu của hắn hai người nói với nhau vài câu tiếng thái thỉnh thoảng lại đứng lên nhìn Gia Minh với vẻ mặt vô tội đang đứng bên cạnh. Thôi Quốc Hoa đang cầm súng đứng gần đó, nhìn A Mũ Lôi, rồi lại nhìn Gia Minh, buông tay, nhún vai, lặng yên dò hỏi. Gia Minh cũng chỉ chỉ vào người thanh niên đó, rồi chỉ vào mặt mình, sau đó giơ tay ra một cách vô tội, ý nói rằng tôi chỉ đánh hắn nhẹ thôi mà, ai biết là hắn lại yếu ớt như thế. Này, gọi bác sĩ, gọi bác sĩ, chỉ một cái tát mà khiến một người da nông nỗi như thế, chuyện như vậy thật không thể tưởng tượng nổi thôi quốc hoa lắc đầu nhường đường cho cảnh sát phía sau đang vội vàng chạy đi tìm bác sĩ hắn vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả thì bên cạnh một bóng người hung bạo phụt lên hy lý vượng lao về phía gia minh cùng lúc đó thôi quốc hoa giơ tay lên không cần phải nghĩ ngợi xiết cò dừng tay bằng viên đạn gần như xẹt qua sát người hy lý vượng gạch vỡ trên tường bắn tung tóe gia minh bị đá bay ra ngoài đập mạnh vào bức tường ở cuối hành lang cách đó mấy mét rồi từ từ trượt xuống không nghe thấy tôi nói dừng tay lại sao, thôi quốc hoa gào lớn, dí thẳng họng súng vào đầu Hy Lý Vượng. Hy Lý Vượng đã đạt được mục đích, lúc này nên cũng không dám đấu với đặc công thực sự dám nổ súng nữa mà chỉ quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn, vừa nhìn Hy Lý Vượng ở bên này, thôi quốc hoa vừa hét lớn bề phía cuối hành lang, này, cậu không sao chứ? Cậu mà chết thì tôi biết ăn nói thế nào với chị cậu đây, đương nhiên là không sao, đưa tay lên dây dây lồng ngực, ra mình dựa vào tường từ từ đứng dậy, nghỉ một chút, mới đi về phía trước nhặt túi bánh lên. Vẫn may là khả năng chạy trốn và kháng cự mà tôi đã được huấn luyện khá tốt. Tông sư Thái quyền gì chứ? Tôi khinh. Sao mình nhổ một ngụm máu nhỏ xuống đất tỏ vẻ coi thường, rồi quệt mép? Ta nghe nói Thái quyền là quyền pháp mà chỉ cần dùng một chân có thể đá chết người. Bây giờ ngay cả ta cũng có thể chống cự lại. Hôm nay người vẫn chưa ăn cơm hay sao vậy? Ở đây có bánh này, muốn ăn không? Ta mua nó ở trên đường đến đây đó. Đứng trước mặt Thái quyền Tông sư đang bị súng ấn vào chán gia minh vẫn với vẻ mặt khinh bỉ đó tay giờ từ bánh lên hai người nhìn nhau trong mấy giây như vậy gia minh liên tục nhổ mấy ngụm nước bọt lẫn máu xuống đất sau đó dựng ngón giữa lên xoay người bỏ đi hừ 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 không ăn thì thôi tôi đến phòng tạm giam các ông từ từ điều tra chuyện bên này đi nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi cả tôi chỉ tát hắn một cái mà thôi hắn biến thành bộ dạng này thì nhất định đã bị nội thương trước đó hoặc vì lý do gì đó khác không phải có tiểu vũ ca nào đó đã đánh hắn một cú thiết sơn kháo sao chực chực thật lợi hại một lát sau trước một căn phòng trên lầu một gia minh đẩy cửa vào xa xa và linh tĩnh đang ngồi bên trong chiếc tivi ở góc phòng đang chiếu phim nửa đêm trước mặt hai người họ là nước hoa quả và hạt dưa hoa wow, tưởng là hai cậu bị bắt vào đây chịu khổ ai mà biết là đến đây để nghỉ ngơi sớm biết thế này thì mình đến muộn một chút gia minh cười rồi đóng cửa lại huân đứng lên hai tay chắp trước ngực quý mình chào xa xa thì chẳng lịch sự như thế, sông lên nện cho hắn một cái. Cậu còn nói nữa hả, chúng mình bây giờ có thể đi được chưa, là do người tên Thôi Quốc Hoa đem tới, chúng mình, không nhận không được, Tivi là do ông ta sai cấp dưới mang tới, linh tĩnh đứng bên cạnh cười nói, nhưng mà chúng mình không uống một ngụm nào cả, ha ha, không cần phải đề phòng hắn như thế. Gia Minh cười dơ túi bánh lên, chúng ta tạm thời chưa thể đi khỏi đây được, đã ăn khuya chưa, vẫn chưa, xa xa cười rồi nhận lấy cái túi bánh đó, Đầu tiên ném một cái vào miệng, à đúng rồi, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy, thấy thật hỗn loạn, vừa nãy hình như chúng mình nghe có tiếng súng. Nhưng mà Huân lại khẳng định đó là tiếng pháo, bọn họ vừa rồi định ra ngoài xem, nhưng lúc đó Gia Minh đã tới đây cho nên cũng yên tâm, cũng không hỏi là tại sao tạm thời không thể rời khỏi đây, Gia Minh và Nguyệt Trì, Huân đang ngồi im lặng bên cạnh nhìn nhau, sau đó cười khoát tay. Mình cũng nghe thấy, đúng là tiếng pháo, nhưng mà tình hình hỗn loạn là chuyện do Tiểu Mạnh ca bọn họ gây ra đợi chút nữa sẽ nói với bọn họ, được rồi, trước tiên ăn chút gì đi đã, uống nước của họ không có vấn đề gì đâu, cứ yên tâm. Trên đường đến đây, các cửa hàng vẫn còn mở cửa, vị chuối mà các cậu rất thích ăn đó, Huân, cô cũng ăn đi, vâng, cô gái Nhật Bản lặng lẽ gật đầu, cũng cầm lấy một cái, trên tivi đang chiếu bộ phim có nội dung rất mướt, xin ly tử biệt như thường lệ, xa xa xe một cách hứng thú. Linh tĩnh thì không tùy tiện như vậy, nhìn ra Minh ngồi bên cạnh, sau đó phát hiện sau lưng Gia Minh phủ đầy bụi và vết bẩn, cậu làm sao vậy, lưng áo sao mà dơ đến như vậy, cậu đánh nhau với người ta à? Ừ, tên tiểu tử, tử thái quyền bị bắt vào đồn cảnh sát không phục, nhìn thấy mình tới liền đuổi theo đánh mình, mình chỉ tát nhẹ hắn một cái. Gia Minh nhún vai như không có chuyện gì xảy ra, một cái tát, Linh Tĩnh nghĩ một chút, nhìn Gia Minh nhẹ nhàng hỏi, yên tâm đi. Gia Minh nở nụ cười hắn không chết được đâu. Ba cô gái bị đưa vào căn phòng nằm ở một góc yên lặng bên này không biết rằng một cái tát bình thường như thế mà khiến cho cả cục cảnh sát lúc này trở nên rất lộn xộn dĩ nhiên hỗn loạn nhất vẫn là tiểu đội quốc an do thôi quốc hoa dẫn đầu a à, mỗi lôi bị thương đã được đưa lên xe cấp cứu trở đi thôi quốc hoa tìm được tiểu vũ này hỏi cậu một chuyện cú thiết sơn kháo tối nay có phải là cậu đã hơi mạnh tay không chương 339, loạn chuyện gì chứ không phải tên kia bị gia minh tiểu đệ bà tai sao xảy ra vấn đề tiểu vũ cũng hơi sửng sốt ha hả chẳng qua cũng khó nói anh cũng biết đấy hiện giờ hai tay em không dám dùng lực mạnh quá, xông lên như thế trái lại lại có chút khó khăn khống chế, nhưng nội thương đến bây giờ mới phát tác cũng hơi khó tin đó, nhún vai, lúc này thôi quốc hoa cũng hơi đau đầu. Thằng nhóc này làm loạn trong cục cảnh sát, muốn đả thương người, theo như bản tính của giản tố ngôn, hắn có bị đánh chết cũng đáng đời rồi, nhưng bây giờ cậu đến hỏi thử cố gia minh một chút, tiểu tử kia sống như thằng ăn trộm vậy, hỏi cái gì cũng một mực không biết. Chẳng qua một số dự đoán của chúng ta trước đây cũng chính xác rồi, Cô Gia Minh được giản tố ngôn dạy lâu như vậy, tại sao có thể không có võ công được, cứng rắn chịu một cú đá của Hy Lý Vượng mà cũng chỉ nhổ ra một chút máu, đoán chừng hắn cũng không kém hơn Nguyệt Chỉ Huân kia bao nhiêu. Đang lúc nói chuyện, Khương Cục trưởng cũng đã dẫn theo một số nhân viên cảnh sát bắt đám lưu manh lại, thấy xe cứu thương đã đi liền hỏi người xung quanh về vết thương của A Mũ Lôi, Tiểu Vũ suy nghĩ một lát rồi hỏi tình hình cụ thể của thằng nhóc kia thế nào, vừa rồi chúng tôi ở đây nên không thấy được. Bác sĩ đã khám, bước đầu trần đoán là vỡ màng nhĩ cơ quan trong tai cũng bị tổn thương, mắt sưng huyết và chấn thương sọ não. Nhìn thằng nhóc đó hung hăng múa may ở đó một hồi lâu, tôi cũng đã rút súng ra rồi, nào ngờ lại bị một cái tát đánh thành bộ dạng như vậy. Hừ, quyền thái sao? Nếu gia minh tiểu đệ thực sự là thiên tài võ học, lại có sư phụ là giản tố ngô như vậy, cho dù quyền thái của A à mỗi đôi kia không tệ nhưng bị đánh thành như vậy cũng không phải không thể, vết thương của hắn đều ở má trái, gia minh tiểu đệ cũng đánh vào má trái. Đương nhiên là má trái, hơn nữa lúc ấy A à, Mũ Lôi nhảy lên đá song phi, tốc độ rất nhanh, sợ rằng trọng tâm cũng không khống chế được tốt lắm, nhưng vấn đề là, Thôi Quốc Hoa vỗ vỗ má trái của mình, vấn đề là má trái của hắn không có vết thương rõ ràng gì, má trái không có dấu vết bị thương. Tiểu Vũ lặp lại một cách khó tin, không sai, mặc dù trên mặt đều là máu do hắn bôi ra nhưng cũng có thể thấy được, da không bị rách, không sưng, nếu quả thực ra Minh Tiểu Đệ cố ý làm như vậy, vậy đó gọi là gì? Hóa cốt miên trường một cái bạt tay khiến chấn thương sọ não chuyện như vậy đám người tiểu vũ cũng có thể làm được ngay cả a à mũi lôi kia luyện quyền thái đến mức chân tay cứng như sắt nhưng đầu vẫn là một trong số các bộ phận yếu nhất trên cơ thể xong một cái tát đủ để chấn thương sọ não đánh vỡ bằng nghĩ thì không khác gì cầm một chiếc búa sát gõ thật mạnh vào nơi bị đánh vào đương nhiên sẽ sưng phù lên sau đó mới là thương tổn ở những nơi khác nhưng nếu như ngay cả nơi khuôn mặt bị đánh phải cũng không sưng lên mà bên trong lại bị tổn thương lớn đến vậy vậy thì phải đánh như thế nào hai người thảo luận một lát nhưng vẫn khá khó hiểu đám người kiều quốc duệ cũng xúm lại phát biểu ý kiến của mình chỉ là phần lớn kết quả đưa ra đều là trùng hợp tiểu vũ gọi điện thoại đến học viện thánh tâm cho trần cô hạ nhưng cũng chỉ nhận được phán đoán tương tự mặt không bị tổn thương nhưng lại tạo bị chấn thương sọ não như vậy thì hẳn là trùng hợp rồi vài ngày trước trên tv cũng đưa tin một người trong lúc dạy con một cái tát đã đánh chết con mình chắc là lần này cũng trùng hợp như vậy có vận động viên thân thể được rèn luyện cực tốt nhưng chỉ vì một lần chạy lấy đà hơi sơ sẩy một chút thì đã ngã gãy chân rồi. Ngoài ra cũng có lý giải khác, đó là một ngoại lực nho nhỏ lại tạo thành phản ứng dây chuyển nghiêm trọng trong thân thể con người, người khác lại đánh chúng ngay vào khoảnh khắc đó, đánh vỡ sự cân bằng, khả năng nhỏ như vậy có thể bỏ qua, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Trần Cô Hạ được xưng tụng là bậc thầy võ học, không phải vì thân thủ của hắn đứng đầu trong viêm hoàng giác tỉnh, chẳng qua rất nhiều đặc công đều do hắn dạy, ở phương diện dạy học này, kiến thức của hắn rộng rãi, phương diện lý luận thực sự là mạnh hơn hẳn mọi người. Đứa nhỏ cố gia minh kia, căn bản là từ đầu tôi đã chú ý đến nó, tố chất thân thể của nó tương đối tốt, né tránh nhanh nhẹn hơn bất kỳ một người nào. Mỗi ngày nó luyện tập mấy loại quyền pháp tôi cũng thấy, ít thật là đã lĩnh ngộ được tinh tí trong đó. Khi đó nó giấu giếm rất tốt, tôi cũng chỉ cho rằng nó không thích rắc rối, vì vậy chưa bao giờ đánh nhau với ai cả, chẳng qua nó là đệ tử của vị giản tiểu thư kia, có thể đánh bại lôi cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, nếu nói có người muốn không chế được sự ngoài ý muốn như vậy, ít ra tôi không làm được, nhưng nếu là một người đã không chế thân thể mình đến một trình độ cực cao thì vẫn có thể làm được, ví như giản tố ngôn, hoặc đại nội trưởng đốc đã bị cô ta giết chết, hoặc là tuệ thanh lão sư. Lão đi cô tuệ thanh vẫn luôn ở lại Nga mi nuôi nấng đông phương nhược chính là một trong những người sáng lập ra viêm hoàng giác tỉnh, cũng là cao thủ số một chân chính của viêm hoàng giác tỉnh, chỉ là chỉ có Trần Cô Hạ được chứng kiến đến thế hệ những người như Thôi Quốc Hoa thì cũng chỉ loáng thoáng nghe được cái tên này. Chẳng qua lúc này không phải thời điểm biểu đạt sự kính sợ đối với bà ta, sau khi truyền đạt lại phân tích của Trần Cô Hạ, đám người trong phòng đều á khẩu không biết trả lời thế nào, Kiều Quốc Duệ nhún vai, nói, như vậy là, ngoài ý muốn. Thật may mắn, lại có thể gặp được chuyện ngoài ý muốn có xác suất nhỏ đến vậy, ngày mai chúng ta đi mua vé số đi, nếu thực sự là cô gia minh cố ý thì sao, tiểu vũ giang tay ra, tôi cảm thấy được khả năng này vẫn rất lớn bằng không thì chính là tôi đã thực sự đánh hắn bị nội thương. Phương Quốc Lâm đang ôm máy vi tính ở bên cạnh nói xen vào, vậy thì cố gia minh kia cũng lợi hại như giàn tố ngôn, hắn là giàn tố ngôn cải trang thành, mọi người hơi sừng sốt, cứu quốc duệ đầy mắt kính, lắc đầu nói, giàn tố ngôn có ngực, nếu có cải trang thì cũng là cố gia minh cải trang thành giàn tố ngôn. Lại nói tiếp, không phải khi còn ở Mỹ đã có suy luận như vậy sao, giàn tố ngôn và cố gia minh chưa bao giờ xuất hiện ở cùng một thời điểm, suy luận như vậy cũng không phải không có lý do chỉ là có một điểm đáng ngờ đặc biệt quan trọng, đủ để phủ nhận tất cả các suy luận. Lần đầu tiên Hoa Tuy Elip xuất hiện trước chúng ta vào khoảng 2 năm về trước, mặc dù cô ta không trực tiếp xuất hiện nhưng khi đó Cố Gia Minh mới chỉ 15, 16 tuổi, một đứa trẻ như vậy, trong vòng 2 năm, sao có thể có được tâm lý trưởng thành như vậy, lại giả trang thành một cô gái như vậy. Hắn nói xong những lời này, Phương Quốc Lâm cũng chỉ biết mấp máy miệng rồi vỗ lên trước máy vi tính, đối với những đặc công có tiếp xúc với dị năng này, những chuyện mọi người cho rằng không thể có rõ ràng là rất ít, song tâm lý vẫn là một cản trở không thể vượt qua được trong vấn đề này. Một thiếu niên 16, 17 tuổi sao có thể cải trang thành một cô gái như Hoa Tuy lếp được, nàng mạnh, ngang ngược, thoát ẩn thoát hiện, tính toán tỉ mỉ cẩn thận, nhưng có rất nhiều khi vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của nàng kết hợp với nhau lại thường tạo thành khí chất và sự cuốn hút khiến người ta bị hấp dẫn cực lớn. Chỉ cần nàng xuất hiện ở nơi nào thì ánh mắt mọi người hầu như đều bị cuốn hút một cách mạnh mẽ, một cô gái với cả tính rõ nét như vậy, sao có thể chỉ là một thiếu niên chưa hiểu đời bao nhiêu cải trang thành được, trên thế giới có dị năng bắt trước nhân cách thành thục không? Chưa nghe nói có loại dị năng quái dị như vậy, Gia Minh Tiểu Đệ thực sự là tự nhiên tiến hóa giả. Một năm trở lại đây tôi một mực tra tìm tư liệu về tự nhiên tiến hóa giả, những kẻ đó căn bản không phải là người, trong số đó có một quái vật dị năng đã bị suy yếu hơn ngàn năm nhưng khi chuyển thế thành nữ hoàng của u ám thiên cầm mà vẫn còn biến thái như vậy. Nếu quả thực hắn là tự nhiên tiến hóa giả, đoán chừng căn bản không cần động thủ thì hai thầy trò quyền thái kia đã lan ra chết rồi, sau đó kết quả khám nghiệm của chúng ta sẽ là bọn họ chết do bệnh dịch, đám người thảo luận một hồi lâu nhưng vẫn không đưa ra được kết luận gì. Nghĩ đến không lâu sau sẽ gặp phải sự kháng nghị của đại sứ quán Thái Lan, mỗi người đều cảm thấy phiền phức, cứ việc chuyện tranh cãi như vậy không đến lượt bọn họ làm nhưng cũng không tránh khỏi áp lực từ bên trên, may là trong cục cảnh sát vẫn có camera, cảnh A mũ lôi làm loạn, đánh người trong cục cảnh sát. Khi Lý Vượng ra tay đánh một thiếu niên đã bị ghi lại, nghĩ đi nghĩ lại, công lý vẫn ở bên phía mình. Bị động tự vệ mà, đánh người ngay tại cơ quan chấp pháp, bị phản kích cũng là đáng đời, về phần một cái tát khiến não bị chấn động, đó đương nhiên chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chuyện này tìm mấy chuyên gia y học đến phân tích là xong. Sau khi thương nghị tốt đối sách ban đầu, lúc này mọi người mới nhớ ra chuyện thả đứa con của Lữ Tụng Vi ra, hiện giờ có tạm giam thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Mặt khác, nếu đã quyết định đứng về phía chính nghĩa thì thái độ phải thực sự cứng rắn, trước tiên phải tạm giam Hy Lý Vượng lại, chờ đến khi đàm phán xong với phía Thái Lan thì mới thả ra được. Cho dù Gia Minh chưa chắc đã chịu đi khám nghiệm thương tích nhưng đánh người ngay trong cục cảnh sát đã không phải là chuyện nhỏ rồi, băng ghi hình còn đó, không phải sợ gì cả, nghĩ như vậy, thôi quốc hoa đi ra đại sành. Âm thanh hỗn loạn loáng thoáng truyền tới, Khương Cục trưởng cũng đang đi từ trên lầu xuống, thấy thôi quốc hoa, vẻ mặt hắn liền ai oán, đội trưởng thôi, chuyện này càng lúc càng phiền phức, hắn nói. Vừa rồi mới thẩm vấn xong đám lưu manh kia, chuẩn bị đưa bọn họ đi tạm giam 48 tiếng rồi coi như xong, ai ngờ lúc đi qua gian phòng tiên sinh Hy Lý Vượng đang ở, hai bên lại xảy ra xung đột, có hai người bị gãy xương sườn, tại sao lại xảy ra xung đột được? Những người này tuyên bố đi vào đập phá, bọn họ nhổ nước bọt vào Hy Lý Vượng tiên sinh, người của chúng tôi chưa kịp ngăn cản thì hai người đã bị đánh bay ra ngoài, những người ở xung quanh rút súng ra mới ngăn cản được chuyện này. Chỉ là đám người kia cũng rất liều lĩnh, bị súng chĩa vào mà một người vẫn dành một tô canh rong biển, bữa ăn khuya của một cảnh sát, hất vào mặt tông sư quyền thái kia. Xe cứu thương cũng sắp tới rồi, hy vọng là không có ai chết, quyền thái cũng không phải chuyện đùa. Nghe hắn nói xong, thôi quốc hoa sửng sốt một lúc, sau đó lẩm bẩm mắng một câu thô tục không thường dùng lắm. Ô oh phát, chương 340, cầu tình, một trước lúc vào học, linh tĩnh lấy một cuốn sổ ghi chép còn mới ra, dùng thước kẻ thành mấy cột, sau đó ghi chép chi tiết thu chỉ vào đó. Cô bé ngồi cùng bàn vừa làm xong bài tập, vươn vai rồi nghiêng người sang, lại ghi sổ sách sao? Ừ, linh tĩnh mỉm cười, quyển trước đã viết hết rồi, sổ ghi chép gia đình nha. Cô bé ngồi cùng bàn chống cằm nhìn linh tĩnh với vẻ không phục, từ lớp 10 đã thấy cậu ghi chép những thứ này, kiên trì 2 năm, nếu không biết cậu là học sinh thì sợ rằng người khác đã tưởng cậu lập gia đình rồi đó. Ban đầu còn tưởng rằng nàng ghi chép thu chi trong nhà, sau đó lại nghe nói nàng ở cùng một nhà với hai người bạn, thậm chí một trong hai người đó còn là nam khi đó thực sự là khó tin nổi, Linh Tĩnh là một trong số nữ sinh xuất sắc nhất của lớp học này. Mặc dù bề ngoài không thể nói là xinh đẹp nhất, nhưng nàng ở cùng một nơi với Gia Minh lâu như vậy, trên người lại tự nhiên toát ra vẻ ngây thơ sen lẫn với thành thục rất đặc biệt. So với những nữ sinh cùng tuổi hoạt bát đến không biết trời cao đất rộng, khí chất như vậy khiến nàng trở thành người đáng chú ý nhất không thể nghi ngờ, rất nhiều nam sinh đều thầm mến nàng, dưới tình huống như vậy, chuyện nàng sống chung với người khác trở thành chủ đề được mọi người bàn tán nhiều nhất chỉ là đối với cuộc sống như vậy, trước giờ tính tình linh tĩnh thẳng thắn, hiền lành, mọi người cũng biết gia mình, xa xa là bạn tốt chơi đùa với nàng từ nhỏ, vì vậy tất cả đều vô thức nghĩ đến chuyện này theo chiều hướng tích cực. Dù sao trong mắt người khác, gia mình với tính tình cổ quái, ác liệt tuyệt đối không xứng với một cô gái như linh tĩnh, dần dần, ảnh hưởng của chuyện này trái lại bị đè ép đến mức thấp nhất, mặc dù vẫn có một số tin đồn nhảm, nhưng cũng không gây cho linh tĩnh chút có sự nào, ồ. Linh tĩnh cười vuốt tóc mai bên tai, mọi người ở cùng một nhà có kế hoạch thì vẫn tốt hơn thực ra khi còn học trung học cơ sở mình đã giúp mẹ làm việc này rồi biết cậu đảm đang rồi nữ sinh ngồi cùng bàn cười nhìn nàng ước ao không biết tương lai ai sẽ lấy được cậu nha đúng rồi ở cùng một nơi với nam sinh có cảm giác thế nào mình thấy cố gia minh kia rất xấu luôn chép bài của người khác đi học chỉ biết ngủ gật nghe người khác phê phán hành vi ác liệt của gia minh linh tĩnh cũng không khỏi bật cười ha hả ở cùng với nam sinh nhà có thể tin cậy trong những lúc quan trọng việc nặng đều do hắn làm, nếu gặp chuyện gì đột xuất thì hắn cũng rất có chủ kiến, rồi chia nhau làm việc nhà, nếu không ở cùng với hắn làm gì, nàng lật sang trang giấy khác, tiếp tục ghi chép, vậy thì các cậu phân chia như thế nào? Nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo, lẽ nào cùng đều thay nhau làm sao, bị ảnh hưởng bởi tinh thần nổi loạn, nữ sinh ngồi cùng bàn tiếp tục ghé người sang đầy hứng thú, linh tĩnh đẩy người nàng sang bên cạnh một chút, vừa tiếp tục ghi chép vừa trả lời. Ai rảnh thì người đó làm, chẳng qua xa xa không biết nấu ăn, cậu ấy quét nhà, giặt quần áo nhiều hơn, sao vậy, tiểu lệ, cậu hỏi làm gì, tò mò nha, nữ sinh có vài vết tàn nhang trên mặt, bề ngoài khá bình thường cười nói, sau đó nheo mắt lại thần bí. Không thể nào, quần áo các cậu cùng thay nhau giặt, cả đồ lót cũng thay nhau giặt ư, ừ, chuyện này cũng không sao cả, cán đầu bút, linh tĩnh thuận miệng trả lời, một lát sau mới đẩy đối phương ra, tốt lắm, không thèm nghe cậu nói nữa, cậu thật tò mò không phải cũng ở chung với đàn ông rồi chứ. Đến lúc đó cậu không tự giặt đồ lót của mình thì tự lo xem có bị bệnh không đi, cậu thấy có nam nhân nào giặt đồ lót giúp phụ nữ chưa, mà kể cô bé tò mò này, linh tĩnh bắt đầu nhớ những thứ ngày hôm qua đã mua, một con cá chép, mua lon đậu phộng. Vì vậy mới nói nếu cố gia mình cũng giặt cho các cậu thì hắn nhất định là biến thái, cậu và Liễu Hoài xa phải cẩn thận nha, cô gái tò mò tiếp lời nàng, linh tĩnh lơ đánh trả lời, bọn mình cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hắn có phải biến thái hay không mình còn rõ hơn cả hắn huống chi cho dù thực sự là biến thái thì gia minh cũng trực tiếp làm với nàng và xa 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 thích nhất cảm giác như cưỡng gian phụng trộm hơn nữa đều luôn kéo cả nàng vào chuyện này đương nhiên không thể nói ra được chỉ là vừa nghĩ đến thì khuôn mặt lại không tự chủ được đỏ lên nàng tiếp tục máy móc ghi chép những chi tiêu hôm qua đối với chuyện một mỹ nữ thế này lại rơi vào tay gia minh tiểu lệ rất khó chịu nếu cứ như vậy mình thấy cố gia minh sẽ thực sự trở thành chồng cậu như vậy cũng rất tốt mỹ nữ vô tâm thuận miệng trả lời khiến cô bé tò mò bên cạnh nàng tức giận nhưng trong lòng cũng chỉ cho rằng linh tĩnh đang nói đùa chỉ là học sinh trung học ai có thể nói đến chuyện kết hôn một cách hời hợt như vậy đang định nói tiếp thì chợt thấy có người xuất hiện ở cửa lão sử nữ phụ trách tác phong và kỷ luật trong trường bước tới khuôn mặt vốn xinh đẹp thành thục lại cố ý tỏ ra nghiêm túc mặc âu phục văn phòng tất chân giày cao gót mắt kính cũ kỹ và mái tóc quan được buộc ở sau đầu với rất nhiều người yêu thích hát game, một cô gái như vậy có lẽ là một đối tượng để dạy dỗ, tàn phá vô cùng hấp dẫn. Chẳng qua điều đó cũng chỉ giới hạn tại thời điểm dạy dỗ và tàn phá, nếu như đó là một tồn tại tà ác bất cứ lúc nào cũng có thể bắt ngươi quét dọn sân vận động 100 ngày, vậy thì khi đối mặt với nàng, có lẽ ngươi chỉ có thể cảm nhận được sự kiêng rè và nương nấp và sợ. Ngồi nghiêm chỉnh lại, tiểu lệ hấp tấp mở sánh vở ra, cầu nguyện đối phương không chú ý đến cảnh mình vừa nói chuyện với linh tĩnh vừa rồi, chẳng qua, tiếng giày cao gót lộp cục càng lúc càng gần tiểu lệ trộm nước mắt nhìn lên phát hiện ra sự thực là cô trương đang bước về phía này lần này xong rồi đi học nói chuyện hạ hạnh kiềm quét lớp học viết kiểm điểm rất nhiều hình phạt xoay tròn trong đầu nàng nói thì nói vậy không phải là sẽ phải chịu tất cả các loại kiểm điểm này nhưng thường thì sẽ phải chịu một loại trong số đó còn đang suy nghĩ thì cô trương đã dừng lại ngay bên bàn diệp linh tĩnh dạ rụt rè đứng dậy một lát sau tiểu lệ mới ý thức được cô trương không gọi nàng lập tức ngồi phịch xuống em xin lỗi nàng lập tức vô cùng xấu hổ nhã hàm và những người xung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái đến khi linh tĩnh mỉm cười đứng dậy nhã hàm mới gật đầu nói theo tôi cất cuốn sổ ghi chép vào cặp linh tĩnh cười nhéo vào vai tiểu lệ một cái rồi mới đi ra ngoài cùng nhã hàm đến chỗ không có người nhã hàm nở nụ cười cô bé ngồi cùng bàn em sao vậy gần đây cậu ấy hơi lơ đánh có lẽ là có bạn trai rồi thuận miệng trả lời qua loa, linh tĩnh nói, có gì vậy chị nhã hàm, ồ, mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ hay, có một bữa tiệc sinh nhật, nếu hai bác diệp dành thì mời hai bác đến bữa tiệc dùng chị, còn cả nhà xa xa nữa, liễu lão đại cũng phải mời, đây là thiệp mời. Mở túi sách ra, nhã hàm lấy sáu tấm thiệp mời ra đưa cho linh tĩnh, chủ nhật, khách sạn cố viên, em, xa xa và gia minh nhất định phải tới đó, chắc chắn rồi, linh tĩnh gật đầu cười, ngày đó chắc đông người lắm. Bọn em có phải mặc lễ phục không? chắc là cũng nhiều người nhưng không cần quá để ý ăn mặc không phải tiệc tây mọi người chỉ cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi nhã hàm mỉm cười đưa tay ra buộc lại mái tóc hơi rối cho linh tĩnh sau đó mới nói đúng rồi sự kiện người thái lan kia bây giờ còn vấn đề gì không ừ gia minh nói có người của cục quốc an căn bản là sẽ không sao cả bối cảnh của gia minh mọi người đều biết chuyện lần này cũng không cần phải che che giấu giấu lại nói về sự kiện quyền thái mấy ngày trước sau khi mấy người gia minh ra khỏi cục cảnh sát thì mọi chuyện căn bản là đã không còn liên quan đến bọn họ dưới lực lượng của một cái tát của gia minh thiếu niên thái lan tên a à mỗ lôi bị chấn thương sọ não vỡ màng nhĩ bây giờ vẫn phải nằm viện chưa ra ngoài được phía thái lan vẫn một mực kháng nghị can thiệp thông qua quan hệ ngoại giao nhưng thái độ của trung quốc bên này cũng rất cứng rắn dựa vào cuốn băng ghi hình ở cục cảnh sát lúc trước bất kể đối phương đưa ra kháng nghị thế nào cũng đều đáp lại rằng các người đánh người ngay ở cơ quan chấp pháp chẳng lẽ còn nói mình có lý sao, bị đánh chết cũng đáng đời. Vết thương của A Mộ Lôi bị kết luận là ngoài ý muốn, về phần Hi Lý Vượng, bên này tạm giữ 48 tiếng rồi thả ra, thu hạ của Tiểu Mạnh nhổ nước bọt vào hắn, sau đó hai người bị đánh suýt chết, bọn họ cũng không thông qua pháp luật để gây chuyện mà chỉ nói bóng gió sẽ chém chết đám người thái này. Ảnh hưởng do xã hội đen chém chết người ngoại quốc quá xấu, Viêm Hoàng Giác tỉnh thông qua con đường cục công an gián tiếp cảnh cáo Sa Trúc Bang không được làm loạn, cùng lúc đó, trong mấy ngày gần đây, đoàn võ thuật thái lan kia đều ở lì trong khách sạn không ai dám ra ngoài một mình nhớ like để lại bình luận và đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo